Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 189. Hạ Thiên gật đầu, cười nói, nàng ta chính là tu tiên giả độ kiếp kỳ, thật ra cũng không có gì to tát. Là độ kiếp kỳ thật sao? Tổ bối bối có chút khó có thể tin, ánh mắt tò mò đánh giá nữ nhân váy dài, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chú ý thái độ của ngươi, sâu kiến ti tiện lại dám dùng ánh mắt này nhìn bổn tiên tử. Nữ nhân váy dài bị ánh mắt nhìn thẳng của tô bối bối chọc giận, không khỏi quát lớn, bổn tiên tử nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành cho, đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh viễn nhận hết tra tấn vô tận. Ngươi ác độc như vậy sao? Tô bối bối tiến lên cho nữ nhân váy dài một bạt tai, sau đó nói với Hạ Thiên, loại tai họa này mà không giết, ngươi giữ lại nàng ta là để ăn Tết hay là muốn thu nàng ta luôn? Bối nha đầu, nàng nên hiểu ta không phải sắc lang. Hạ Thiên có chút bất mãn chừng mắt nhìn tổ bối bối, còn nữa, tầm mắt chọn nữ nhân của ta rất cao, nàng đừng làm ô nhục phẩm vị của ta. Tổ bối bối gật đầu, cũng đúng, nữ nhân này xác thực quá khó tính. Các ngươi dám sỉ nhục ta. Nữ nhân váy dài tức đến mức thiếu chút nữa cho nổ tung chỗ đứng của mình, nhưng cũng không khác biệt gì bao nhiêu, cả người bỗng nhiên nổi lên một tầng kim quang, cơ thể cũng bành trướng lên. Bối nha đầu. Nàng lui về phía sau đi. Lông mày Hạ Thiên nhướng lên, ôm lấy eo tô bối bối, thối lui sang bên cạnh. Nữ nhân váy dài quát lớn một tiếng, tháo ra ngân châm khống chế của Hạ Thiên. Gương mặt Hạ Thiên không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên có người thoát khỏi ngân châm của hắn. Tuy nhiên, tránh được một lần, hắn làm lại lần nữa thôi. Hạ Thiên không chút do dự lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào những bộ phận bên trên cơ thể nữ nhân váy dài. Hừ, ngươi còn tưởng rằng bổn tiên tử sẽ rơi vào bẫy của ngươi sao? Cơ thể nữ nhân váy dài biến thành một dòng nước, cuốn hết tất cả ngân châm đi. Đây chính là sự lợi hại của đạo mạch cương thể. Nữ nhân váy dài lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, cười gằn, đám châm rách này của ngươi đừng hòng chạm đến nửa sợi lông của bổn tiên tử. Nữ nhân này cứ giao cho ta. Trong lòng tô bối bối có chút khó chịu, chủ động xin đi. Hạ Thiên nhếch miệng, bối nha đầu, nàng không phải đối thủ của nàng ta đâu. Nàng nên tránh sang bên cạnh đi, nếu không, nàng đến tiểu tiên giới cũng được. Nữ nhân này rất khó giải quyết sao? Tô bối bối nghe Hạ Thiên nói, lại càng muốn thử một chút, có phải là đối thủ hay không, phải đánh qua mới biết được. Nói xong, thân ảnh tô bối bối lóe lên. Vọt thẳng đến trước mặt nữ nhân váy dài, một chưởng đánh vào mặt của nàng ta. Hừ, đúng là sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân váy dài cũng ghi hận cái tát kia của tô bối bối, còn đang nghĩ cách để trả thù, thủy vô lượng quyết, lãng át phi tiên. Sao? Tô bối bối sửng sốt, nàng phát hiện bàn tay của mình giống như đánh vào mặt nước, tiếp theo hai tay còn bị nước dính chặt. Bây giờ bổn tiên tử sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị kiếp lực. Nữ nhân váy dài hừ lạnh một tiếng, rất nhiều dòng nước giống như sương mù dũng mãnh lao vào cơ thể tô bối bối. Bành! Bỗng nhiên, một trường lực từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu nữ nhân váy dài. Phốc! Nữ nhân váy dày không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm máu tươi, luồng khí kình sương mù xâm nhập vào người tô bối bối cũng tiêu tán. Hạ Thiên hôm tô bối bối thối lui về phía xa, bối nha đầu, nữ nhân đó là độ kiếp kỳ. Bây giờ, nàng không phải đối thủ của nàng ta đâu. Độ kiếp kỳ. Tô bối bối giật mình, vậy phải làm sao bây giờ? Có cần đến Tiên Vân Đại Lục mời nhóm người chị họ về đây không? Không cần. Hạ Thiên nói, ta đã nghĩ ra được một cách đối phó bọn họ, nhưng còn cần phải kiểm tra lai lịch của bọn họ. Nữ nhân váy dài lạnh lùng nói. Nếu ngươi có cách đối phó vượt cấp độ kiếp kỳ, ngươi đã không cần phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mà đã sớm trở thành đại trưởng lão liên minh tu tiên rồi. Ta chẳng có hứng thú với tu tiên liên minh, còn có thái thượng trưởng lão gì đó. Hạ Thiên nhếch miệng, vì sao sư đệ của ngươi còn chưa đến? Vậy ta cũng chỉ có thể sớm tiễn ngươi lên đường. Nữ nhân váy dài cau mày, cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù không rõ trên người Hạ Thiên rốt cuộc có ma lực gì. Nhưng cho đến trước mắt, nàng ta hình như không đối phó được hắn. Muốn chạy trốn. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi trốn không thoát đâu. Nữ nhân váy dài quát, bổn tiên tử là thần tướng liên minh tu tiên,
một trong tam tiên phong thuộc hạ của Võ La Thần Quân, tại sao ta lại phải trốn chứ, lại càng không e sợ một tên sâu kiến kim đan kỳ ngươi. Ha ha, Thanh Thủy sư tỷ, tại sao nhìn ngươi chật vật như thế? Đúng vào lúc này, một tiếng cười không hề có chút sắc thái tình cảm nào, nhưng lại khiến người ta dùng mình vang lên, đúng là mất hết mặt mũi của người trong liên minh tu tiên, đồng thời còn bôi đen thần quân đại nhân. Nữ nhân váy dài nghe được âm thanh này, đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng nói, bá hỏa sư đệ, rốt cuộc thì ngươi cũng đã đến. Ngươi mau thay ta giết tên tiểu tử này đi. Tên ngốc này ở đâu ra thế? Hạ Thiên nhìn xung quanh, không hề cảm nhận được khí tức của người đến, người mau cút ra đây cho ta. Ha ha, chẳng phải ta đang đứng sau lưng ngươi sao? Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Hạ Thiên, nữ nhân bên cạnh ngươi không tệ, óc nhất định sẽ rất ngon. Óc của ngươi cũng tản ra mùi thơm ngây ngất, thật sự quá tuyệt vời, khiến cho ta muốn đại chấn. Hiện tại đang có óc của một số người cũng rất mê người, rốt cuộc phải chọn cái nào? Rốt cuộc chọn cái nào? Rốt cuộc chọn cái nào? Âm thanh dần dần trở nên điên cuồng, chấn màng nhĩ người ta đau nhức, thiếu chút nữa không phun máu tươi, trái tim nổ tung mà chết. Người đến thân cao 3 mét, mặc một thân chiến giáp màu đỏ, vai khoác áo choàng màu đỏ, mái tóc dài bay phất phới, lông mày như lửa. Trong con người đen nhánh tràn ngập sắc thái điên cuồng, toàn thân trên dưới tản ra khí thế sát thần. Người này vừa mới xuất hiện, trong không khí bỗng dưng xuất hiện một luồng khí tức nóng bỏng, giống như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Núi đá gần đó bành một tiếng nổ tung, cây cối lại càng bị thiêu đốt, một lát sau đã bị đốt thành đống cho tàn. Tô Bối Bối chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, da trên người có khuynh hướng bị rạn nứt, thậm chí nàng còn có cảm giác ngũ tạng lục phủ như muốn phát hỏa. Trong lúc nàng có chút chống đỡ không nổi, một luồng khí lưu mát mẻ ập tới, trong nháy mắt làm dịu cảm giác nóng bức khó chịu trong người nàng. Nàng quay đầu lại, quả nhiên là Hạ Thiên ra tay. Tô Bối Bối há miệng muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng do dự một chút, nàng cũng không nói ra. Bối nha đầu, nàng đừng khẩn trương, tên ngốc đó chẳng có gì đáng để sợ đâu. Hạ Thiên thuận miệng trấn an Tô Bối Bối một câu. Sau đó lười biếng nói, những người thích lòe loẹt thì lại càng không mang đến tác dụng gì. Tô Bối Bối nhắc nhở, người tuyệt đối đừng chủ quan. Ta thấy người này không đơn giản. Hạ Thiên đương nhiên biết tên trước mắt có chút phiền toái nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn khinh thường người kia. Thật ra, khinh thường địch thủ cũng là một chiến thuật rất được coi trọng. Ha ha, ngươi ngược lại có chút thú vị. Óc của ngươi, ta lại càng muốn ăn. Khóe miệng người đến nhếch lên, lộ ra biểu hiện phấn khởi, sau đó quay sang nhìn nữ nhân váy dài, Thanh Thủy sư tỷ, ngươi lại bị một tên phế vật đánh bại, thật sự khiến cho ta cảm thấy khó hiểu. Nữ nhân váy đỏ hơi đỏ mặt, hơi cảm thấy xấu hổ nhưng rất nhanh từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, đó là do ta nhất thời vô ý, bị hắn lừa gạt. Bây giờ ta đang chuẩn bị làm thịt hắn, kết quả bị ngươi cắt ngang, là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Ha ha. Thanh Thủy sư tỷ, ngươi cứ tự nhiên. Nếu ngươi có thể bắt được người, cũng không cần ta phải ra tay nữa. Bá Hỏa Thần không khỏi cười nhạo, thái độ sống chết mặc bây. Nữ nhân váy dài không khỏi có chút do dự, nhưng lửa giận đã quá mức, nàng ta có chút không kềm chế được. Mặc dù nàng ta vẫn còn kiêng kỵ sức mạnh kỳ quái trên người Hạ Thiên, nhưng có bá hỏa sư đệ tọa trấn phía sau, nàng ta ngược lại có lòng tin kiên định. Tiểu tử, ngày chết của ngươi đến rồi, không ai có thể cứu được ngươi. Nữ nhân váy dài một lần nữa ngưng tụ thủy triều cuồn cuộn, nhưng hắc thủy cũng không vây quanh Hạ Thiên và Tô Bối Bối, mà là ngưng kết trên người nàng ta. Nàng ta muốn hấp thu hoàn toàn nước thủy triều đen kịt đó đoán chừng phải tốn một thời gian không ngắn. Ngươi đã dùng chiêu thức này quá nhiều lần, đã hoàn toàn vô dụng đối với ta. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán. Khúc nhạc dạo của nữ nhân này hơi dài, ta không có thời gian chơi chiêu trò gì với ngươi ở đây đâu. Tiểu tử, ngươi nói như vậy chứng tỏ ngươi rất vô tri. Bá Hỏa Thần mỉm cười nói với Hạ Thiên, mặc kệ lúc trước ngươi dùng thủ đoạn gì để Thanh Thủy sư tỷ ăn thiệt nhưng uy nghiêm của độ kiếp kỳ không phải loại tiểu tốt như ngươi có thể mạo phạm. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, nếu không, hai người các ngươi cùng tiến lên đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Ha 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 ha. Bá Hỏa Thần nghe lời Hạ Thiên nói,
Phình bụng cười to, người thật sự rất thú vị. Ốc của người tuyệt đối có vị ngon nhất, lát nữa ta nhất định phải nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức dư vị. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên khá khó chịu đối với người này. Hắn rất ít khi tức giận với người nào đó. Hắn nói thẳng, ta trước đánh nát óc của ngươi. Hắn vừa nói, thân hình đã lóe lên trước mặt đối phương. Ngân châm giữa ngón tay trực tiếp đâm vào mi tâm của đối phương. Đây chính là phương thức chiến đấu của ngươi sao? Bá Hỏa Thần đứng im không nhúc nhích mặc cho Hạ Thiên hành động, sau đó cười nói, bên trong châm của ngươi xác thực có một luồng sức mạnh vô cùng quỷ dị. Đáng tiếc, ngươi hình như chưa hoàn toàn khống chế được nó. Thậm chí ngươi còn chưa hiểu rõ luồng sức mạnh này rốt cuộc là gì. Hạ Thiên cũng không phản ứng hắn ta, rót vào người đối phương một tia băng hỏa linh khí. Ha ha, luồng sức mạnh này của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Bá Hỏa Thần lắc đầu, lập tức vỗ một chưởng vào ngực Hạ Thiên. Hạ Thiên ngưng mắt, thu lại ngân châm, dùng tay đón đỡ một chưởng của Bá Hỏa Thần. Bốp! Song chưởng tương giao, diễm khí văng khắp nơi. Khí kình cương mãnh tràn ra, oanh bạo không khí xung quanh. Sao? Bá Hỏa Thần thấy Hạ Thiên hóa giải được trường lực của hắn ta, không khỏi có chút kinh nghi, ngươi không chỉ là kim đan kỳ. Ngươi cho rằng đó là kỳ gì thì chính là kỳ đó chứ sao? Hạ Thiên cười nói, ngươi còn thú vị hơn nữ nhân kia. Chỉ bằng chúng ta đánh cho một trận thống khoái đi. Được. Bá Hỏa Thần mỉm cười, nắm chặt song quyền. Hỏa lưu cuồn cuộn tràn ra, ta không biết ngươi có thể tiếp được của ta mấy quyền. Hạ Thiên hờ hững nói, vậy phải xem ngươi có thể tiếp được của ta mấy quyền. Vậy thì chiến thôi. Bá Hỏa Thần quát một tiếng, lập tức một luồng diễm khí đốt cháy không khí phạm vi trăm dặm. Khoan đã, tiểu tử đó của ta. Nữ nhân váy dài sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ đến hai người này lại đánh nhau, lập tức quát lớn. Bá Hỏa Thần khinh thường nói, ngươi gọi ta đến không phải bởi vì ngươi không thu thập được tên tiểu tử này sao? Cần chi phải liều chết, ngươi sắp mở kiếp lực giai đoạn tiếp theo thì hãy từ từ mà mở, ta trước thu óc của tiểu tử này. Nữ nhân váy dài nhìn không được quá to, không được, ta nhất định phải đích thân giết hắn, ngươi không thể đoạt của ta. Đáng tiếc, Bá Hỏa Thần hoàn toàn không để ý đến nàng ta nữa. Hắn ta siết chặt nắm đấm, mang theo diễm khí cuồn cuộn đánh tới Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lấy ra 12 phần thực lực bóp quyền nghênh tiếp. Lẽ nào lại như vậy, ngay cả ngươi cũng không nghe lời ta. Bổn tiên tử nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Nữ nhân váy dài hơi có chút gấp lên nhưng chiêu thức của nàng ta vẫn còn cần một thời gian nữa mới hoàn thành, thật sự không vội được. Cứ giao tên bốc hỏa ngu ngốc đó cho Hạ Thiên giải quyết đi. Đối thủ của ngươi chính là ta. Tổ bối bối cũng không muốn quấy nhiễu Hạ Thiên chiến đấu. Nhưng nàng cũng không muốn không có việc gì đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Vì thế, nàng bắt đầu khiêu chiến nữ nhân váy dài. Ngươi thì tính là gì, cút ngay cho bổn tiên tử. Nữ nhân váy dài không nghĩ đến một nữ nhân còn chưa đến kim đan kỳ lại khiêu khích nàng ta. Nàng ta quát một tiếng, mang theo uy nghiêm vô thượng. Tổ bối bối cau mày, cũng lười trả lời, vọt thẳng đến gần nữ nhân váy dài, nhấc chân quét ngang. Hừ. Không biết tự lượng sức mình, đúng là muốn chết. Nữ nhân váy dài đưa tay nhấc lên một tầng sóng nước chặn chân Tô Bối Bối, đồng thời còn có một sóng nước khác nện vào tim của nàng. Tô Bối Bối, ta đến giúp ngươi một tay. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một lưỡi đao màu trắng như mây từ trên trời giáng xuống, chém sóng nước kia thành hai nửa. Là ngươi. Nữ nhân váy dài đưa mắt nhìn, đột nhiên phát hiện người đến chính là nữ nhân đã giao thủ qua với nàng ta. Lửa giận không khỏi càng thêm sâu hơn, ngươi còn dám xuất hiện, vậy ta sẽ để cho các ngươi chết chung. Ngươi hãy nghĩ cách diệt trừ đám hắc thủy đó đi nhé. Tô Bối Bối không kịp nói một tiếng cảm ơn Ninh Nhụy Nhụy, chỉ nói, chỉ cần để ta áp sát, nói không chừng ta có thể giết chết nàng ta. Được, Ninh Nhụy Nhụy cũng không hoài nghi lời nói của Tô Bối Bối. Trước đó, Tô Bối Bối cũng đã từng nói với các nàng. Nàng ấy từng theo Triệu Vũ Cơ đến thiên ngoại thiên tiểu tiên giới tiến hành huấn luyện một đối một, nói không chừng nàng ấy thật sự có thủ đoạn gì đó đặc biệt. Trước mặt bổn tiên tử dám lớn tiếng mưu đồ bí mật, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nữ nhân váy dài cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Thủy triều quanh thân lại càng thêm nhanh, chia ra vô số kiếm mảnh,
giống như gió lao đến Tô Bối Bối và Ninh Nhụy Nhụy. Để ta xem ngươi có bao nhiêu nước. Ninh Nhụy Nhụy cũng tức giận, vẫn lưu vân thiết nhận, cũng không thèm quan tâm đến đám kiếm mảnh, dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào tim nữ nhân váy dài. Đúng là can đảm. Nữ nhân váy dài không khỏi cười lạnh, thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy. Bành! Một chưởng nặng nề vỗ trúng Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy lập tức bay rớt ra ngoài, lưu vân thiết nhận tuột khỏi tay. Bây giờ ta đưa ngươi đi chết. Nữ nhân váy dài thừa thắng truy kích, ngưng tụ thủy tiễn mấy chưởng, hối hả đâm về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy chịu một chưởng, bên trong cơ thể kết một vệt nước mỏng nhạt, khiến cho hành động của nàng chịu sự hạn chế trong thời gian ngắn, không cách nào né tránh. Đúng là muốn chết. Nữ nhân váy dài cười nhạo. Một giây sau, thanh thủy tiễn to lớn đâm xuyên qua cơ thể của Ninh Nhụy Nhụy. Lúc này, phía sau nàng ta vang lên tiếng cười lạnh, ha ha, mỹ nữ, có phải ngươi đã quên mất sự tồn tại của ta rồi không? Nữ nhân váy dài nghe được âm thanh này, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc nhưng cũng không hoảng loạn. Nàng ta cảm thấy Tô Bối Bối không thể tổn thương được nàng ta. Phốc! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lập tức, một lưỡi đao màu trắng trực tiếp xuyên qua cơ thể của nàng ta, xuyên thẳng ra đằng trước. Là Tô Bối Bối khống chế lưu vân thiết nhận. Không thể nào. Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự khó có thể tin. Con người kịch chấn, ta là tu tiên giả độ kiếp kỳ, có đạo mạch cương thể, làm sao có thể bị binh khí rách nát của các ngươi xuyên thủng. Thật ngại quá, lưu vân thiết nhận không phải vật của trái đất. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh. Ta cũng không có nói nó là vật trên trái đất. Tô Bối Bối thản nhiên nói, sau khi biết Tu Tiên Liên Minh có thể là địch của mình, chúng ta làm sao mà không có sự chuẩn bị chứ? Cách đây không lâu, Triệu Vũ Cơ đã dạy cho ta một vài thứ. Hôm nay, Trương Lăng Linh lại cho ta một khối ngọc giản, trước khi ta đến, ta tạm thời ôm chân Phật một lát. Tiếp theo, nàng cười một cái, vừa lúc, để ta xem làm sao phá được đạo mạch cương thể. Sốt cuộc ngươi. Nữ nhân váy dài vốn đang không bối rối, kết quả bỗng nhiên cảm thấy kiếp lực trong cơ thể tan biến. Lúc này, nàng ta không thể không kinh hoàng. Tu vi của ngươi cao, đồng thời còn rất kiêu ngạo, cho rằng chúng ta là sâu kiến, khinh thường chúng ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng ngươi đã quên mất một việc, kiêu binh thất bại. Bổn tiên tử là độ kiếp kỳ, đến từ liên minh tu tiên. Sao có thể bị đám người ở cái nơi rách nát này sỉ nhục chứ? Nữ nhân váy dài thật sự tức giận, từng luồng hắc chiều ngưng tụ trên thân, biến thành một hắc giáp hàn quang. A! À, nàng ta hét lớn một tiếng, hắc tử chi khí tràn ra. Ninh Nhụy Nhụy và Tô Bối Bối đồng thời bị đánh bay. Lưu Vân Thiết Nhận cũng bị chấn nát, chỉ còn lại chuôi kiếm rơi xuống mặt đất. Ta sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Toàn thân nữ nhân váy dài tản ra một khí thế sát thần, cực kỳ giống với bá hỏa thần vừa nãy. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ chúng ta không đánh chết được nàng ta sao? Ninh Nhụy Nhụy khó khăn định lại cơ thể đang bay ngược, cau mày nói, hay là độ kiếp kỳ thật sự khó chơi như vậy? Boss đang cuồng bạo, mở ra giai đoạn 2. Nếu bây giờ bị nàng ta đụng phải, tuyệt đối sẽ rất đau, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bình thường. Khi Tô Bối Bối nhàm chán, nàng thường hay thích chơi game. Lúc này, nàng lên tiếng nhắc nhở Ninh Nhụy Nhụy, chúng ta lại phối hợp, cũng giống như vừa rồi, người nghĩ cách thu hút sự chú ý của nàng ta sẽ nghĩ cách phế đi nàng ta. Biểu hiện Ninh Nhụy Nhụy có chút ngưng trọng, nàng đưa tay ra, thu lại chuôi Lưu Vân Thiết Nhận vào lòng bàn tay, biến nó thành một kiếm hoàn trống rỗng, Lưu Vân Thiết Nhận hình như không thể dùng được nữa, đúng là đáng tiếc. Bây giờ không phải thời điểm để tiếc. Tô Bối Bối trịnh trọng nói, nữ nhân kia sắp nổi điên rồi. Quả nhiên, nàng mới nói xong, nữ nhân váy dài đã vọt đến trước mặt, một chưởng chộp về phía lồng ngực của nàng. Tô Bối Bối tranh thủ khoanh tay trước ngực, đáng tiếc vẫn muộn. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã xuống núi tuyết. Tô Bối Bối, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy tình huống này. Không khỏi có chút luống cuống, vội xông đến chỗ Tô Bối Bối, ngươi không sao chứ? Hừ, đừng gọi nữa, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như nàng ta. Nữ nhân váy dài trong chớp mắt đã đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy,
một chưởng đánh bay nàng. Sau khi nàng ta ngưng kết chiến giáp màu đen, bất luận tốc độ hay là sức mạnh đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ninh Nhụy Nhụy và Tô Bối Bối hoàn toàn theo không kịp. Vừa rồi các ngươi sỉ nhục bổn tiên tử, ta sẽ hoàn lại cho các ngươi gấp 100.000 lần. Nữ nhân váy dài khoát tay, tóm lấy Ninh Nhụy Nhụy ném đến trước mặt Tô Bối Bối, độc ác nói, hai người các ngươi đừng mong người khác cứu mình. Cái tên Hạ Thiên kia đã bị bá hỏa sư đệ mang đến kiếp hỏa địa ngục của hắn ta. Chưa đến nửa canh giờ, hắn sẽ bị đốt thành kiếp cho. Hạ Thiên không chết, sẽ càng không thua. Mặc dù Tô Bối Bối đã bị nội thương nhưng giọng nói của nàng vẫn kiên định như cũ, không hề có chút do dự. Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự mỉa mai, khinh thường nói, đây chính là lòng tự trọng của sâu kiến sao. Sắp chết đến nơi mà còn khoác lác mấy lời vô vị như thế, thật sự đáng thương. Ta cảm thấy người đáng thương chính là ngươi. Tô Bối Bối chậm rãi đứng dậy, đứng trước người Ninh Nhụy Nhụy, lạnh lùng trả lời. Ta đáng thương. Nữ nhân váy dài cười nhạo, ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi chiếm được tiện nghi nhất thời thì cho rằng mình ghê gớm. Uy nghiêm của độ kiếp kỳ không dung đám sâu kiến các ngươi khinh nhờn. Ninh Nhụy Nhụy đứng lên, thản nhiên nói, tu tiên giả độ kiếp kỳ của liên minh tu tiên bị người của cái nơi mà các ngươi gọi là tiên cũng muốn bỏ đó đánh bại, thậm chí giết chết, chẳng lẽ không đáng thương sao? Chỉ dựa vào hai người các ngươi. Nữ nhân váy dài cười nhạo. Lòng bàn tay đột nhiên hiện ra hai luồng thủy quang, các ngươi có tin bây giờ bổn tiên tử có thể giết chết các ngươi bất cứ lúc nào không? Nếu ngươi ngay từ đầu trực tiếp ra tay hạ sát, chúng ta đã chết rồi. Tô Bối Bối lắc đầu, bây giờ ngươi đã không còn cơ hội. Hừ, muốn giết chết các ngươi lúc nào cũng được. Nữ nhân váy dài lại ngưng kết trường tiễn bằng nước, nhắm vào Tô Bối Bối và Ninh Nhụy Nhụy, bây giờ ta tiễn các ngươi lên đường. Bù! Trường tiễn bằng nước vạch ra từng luồng quang ảnh bay vụt về phía hai người Ninh Nhụy Nhụy và Tô Bối Bối. Hai người bọn họ giống như bị dọa sợ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Bốp bốp bốp, những tiếng giòn vang vang lên. Trường tiễn bằng nước còn chưa đụng phải Ninh Nhụy Nhụy và Tô Bối Bối đã bị nổ nát. Là ai? Nữ nhân váy dài lập tức cảm thấy không thích hợp. Mấy luồng khí tức đột nhiên xuất hiện chung quanh nàng ta. Là nãi nãi của ngươi. Bỗng dưng, một bóng người vọt đến trước người nữ nhân váy dài, một chưởng vỗ vào hậu tâm nàng ta, hừ, chỉ biết đánh lén. Nữ nhân váy dài khinh thường, cũng không cảm thấy một chưởng đối phương có thể làm bị thương nàng ta, bởi vì trên người nàng ta có một tầng phòng hộ kiếp giáp hắc thủy. Ngươi cho rằng ta nhẹ tay sao? Ngươi đến là A Cửu. Nàng cười lạnh một tiếng, vậy ta sẽ cho ngươi một món quà lớn. Bành, bành. Lại có thêm hai nhân ảnh lóe lên, đánh chúng vào hai bên eo nữ nhân váy dài. Ba người cùng tấn công, sau đó rút lui, một chút cũng không ham chiến. Cửu tỷ tỷ, Dương tiểu thư, còn có Lam y nhân, tại sao các ngươi lại đến đây? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy ba người, không khỏi có chút cao hứng. Tô Bối Bối hơi mất kiên nhẫn, được rồi, không có thời gian để ngươi cảm khái đâu. Mọi người cùng nhau xông lên diệt xú nữ nhân kia. Mấy người lập tức hợp tác, bóng người tung bay, không ngừng nện xuống người nữ nhân váy dài. Ta đã nói rồi, trưởng kình của các người không hề có tác dụng với ta. Nữ nhân váy dài cười lạnh không thôi, kiếp lực cùng một chỗ, chấn toàn bộ những người vây quanh ra ngoài. Cũng không phải là không có tác dụng. A Cửu cười lạnh, trong tay lóe lên một cây ngân châm, người ăn mặc đơn bạc, thủy giáp trên người lại quá khó khăn, cho nên ta đã tạo khe hở cho bộ y phục của ngươi. Sao? Nữ nhân váy dài khinh thường, đang định cho nữ nhân trước mắt một bài học khó quên, đột nhiên nàng ta phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều tia sáng tinh mịn, khiến nàng ta không thể động đậy được. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại nhận ra lai lịch của những tia sáng này. Khi còn ở Quế Thành, nàng đã nhìn thấy Xích Nguyệt ma tộc sử dụng qua. Cửu tỷ tỷ, tại sao ngươi lại có thứ này? Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được liền hỏi. A Cửu thản nhiên nói. Dạ Ngọc Mị đưa cho, nàng ấy và Triệu Vũ Cơ đoạt được của ma tộc một số thứ. Trải qua luyện hóa, chúng ta có thể sử dụng chúng. Thế nàng ấy đâu rồi? Tô Bối Bối hơi bất mãn nói, khi có việc thì không thấy bóng dáng đâu, không phải trốn tránh xem kịch thì là gì. Không phải. Lam Y Nhân tiến lên, giải thích thay cho Dạ Ngọc Mị,
nàng ấy và Triệu Vũ Cơ đến Thiên Cung cảnh. Ở đó cũng đang có một vị khách không mời mà đến, còn mạnh hơn so với ở đây. Dương San không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân váy dài, đề phòng nàng ta trốn thoát. Cung chủ Thiên Cung gửi tín hiệu cầu cứu, bên chỗ nàng ấy không chịu nổi. A Cửu tiếp lời Lam Y Nhân, sau đó nói với Tô Bối Bối và Ninh Nhụy Nhụy, đám ma tộc kia cũng ngo ngoe muốn động, thừa cơ gây chuyện khắp nơi. Triệu Thanh Thanh, còn có An Tâm đã cùng với Thiên Đạo Tổ cứu hỏa bốn phía rồi. Tại sao bây giờ lại loạn như thế? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút cảm khái. Lam Y Nhân thở dài, chúng ta quả nhiên vẫn coi thường liên minh tu tiên. Chỉ ba người mà đã quấy trái đất đến rối loạn. Vừa nãy ta nghe nữ nhân kia nói, hình như bọn họ chỉ là tiên phong. Ninh Nhụy Nhụy chỉ nữ nhân váy dài rồi nói tiếp, đằng sau còn có thần quân gì đó. Chỉ sợ người kia còn lợi hại hơn ba người tiên phong này. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Mau buông ta ra. Nữ nhân váy dài liều mạng giãy giụa, nàng ta đột nhiên phát hiện những tia sáng này vô cùng kiên cố, lại còn có tác dụng áp chế kiếp lực bên trong cơ thể nàng ta. Nàng ta thật sự không cách nào hiểu được, rốt cuộc là thứ gì thế? Tại sao ở cái nơi rách nát này lại có vật có thể áp chế kiếp lực của ta? Ai nói đây là vật trên trái đất? A Cửu nhếch miệng, có chút không kiên nhẫn nói, thứ này đều là thuộc ma tộc, hơn phân nửa là do tu tiên liên minh mang đến vạn năm trước, rất phù hợp sử dụng trên người ngươi. Ma tộc, nữ nhân váy dài sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, các ngươi là người của Phù Diêu tiên tử. Nàng ta đang ở đâu? Bảo nàng ta cút ra đây gặp ta. Bổn tiên tử phụng chiếu lệnh của tu tiên liên minh đến đây trừng phạt nàng ta. A Cửu tức giận nói, đừng gọi nữa, chúng ta chẳng biết ai là Phù Diêu tiên tử cả. Xử lý nữ nhân này như thế nào? Giết thẳng, Lam Y Nhân thuận miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại tán đồng ý kiến này, nàng ta quá nguy hiểm. Không giết, chúng ta khả năng không khống chế được nàng ta. Vậy thì giết. Tô Bối Bối cũng không phải hoa trong nhà kính. Mặc dù nàng không thích lạm sát người vô tội nhưng nữ nhân trước mắt hiển nhiên không phải người vô tội. Giữ lại nàng ta, ngược lại khiến không ít người vô tội bị lạm sát. Giết ta. Nữ nhân váy dài không nhịn được cười, tốt nhất các ngươi nên suy nghĩ hậu quả một chút. Bổn tiên tử là một trong tam thần tướng dưới trướng Võ La thần quân, là tiên phong trong hành động tuần tra tiên khí chi địa này. Dám giết ta, các ngươi sẽ tiếp nhận lửa giận của Võ La thần quân. Toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt, toàn bộ sinh linh đều phải chết, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi câm miệng lại. A Cửu cảm thấy nữ nhân này quá ồn ào. Nàng châm cho nàng ta mười mấy châm, sau đó nói với những người khác, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ Hạ Thiên giải quyết tên thần tướng kia xong rồi hãy nói. Nghe A Cửu nói, những nữ nhân khác đều không có dị nghị. Chúng ta có cần đi giúp ông xã hay không? Dương San lần đầu tiên đưa ra đề nghị. Ngoại trừ A Cửu, những nữ nhân khác đều có suy nghĩ này. A Cửu nhìn mọi người, hơi tức giận nói, các người có biết hắn ở đâu không? Chúng nữ đều lắc đầu. Vậy thì kết thúc thôi. A Cửu nói, với thực lực của chúng ta, dính vào, chưa chắc là chuyện tốt. Chúng ta nên ở đây canh giữ nữ nhân này. Đừng để xuất hiện bất cứ chuyện gì nữa chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với Hạ Thiên. A Cửu nói rất có lý. Bọn họ không biết tình huống chiến đấu của Hạ Thiên và Bá Hỏa Thần như thế nào, cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Cho dù bọn họ có muốn giúp, cũng không biết giúp như thế nào. Cùng lúc đó, bên trong một không gian chỉ toàn là lửa. Bá Hỏa Thần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói với Hạ Thiên, bên ngoài hình như có rất nhiều trợ thủ của ngươi đến. Ngươi có muốn mang các nàng vào đây luôn không? Giết ngươi chỉ là một chuyện nhỏ, không cần trợ giúp. Hạ Thiên lười biếng đáp. Ngươi rất ngông cuồng, ta rất thích. Bá Hỏa Thần nhếch miệng, bóp nắm tay, vậy chúng ta sẽ chiến với nhau một trận, để xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì đáng để thần quân đại nhân để ý đến. Thế thì còn nói mấy lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đến đi. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Hắn chỉ vào Bá Hỏa Thần. Ta cũng muốn biết độ kiếp kỳ ngươi có phải trộn lẫn nước hay không. Ha ha, tiểu tử, ta chẳng những đánh bại ngươi mà còn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy bại tướng ngươi. Con ngươi Bá Hỏa Thần đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ ra một ý định không tồi. Tiếp theo,
tiểu thiên địa đầy lửa mà bọn họ đang đứng trong nháy mắt trở nên trong suốt. Chẳng những người xung quanh nhìn thấy, thậm chí người ở ngoài ngàn dặm cũng nhìn thấy rõ ràng. Hai người chiến đấu nghiễm nhiên được phát sóng trực tiếp. Bọn họ đang ở đó. Quả nhiên, A Cửu nhanh chóng nắm bắt được tung tích của Hạ Thiên và vị thần tướng kia. Nàng đưa tay chỉ về một hướng nào đó. Để ta đi giúp hắn. Lam Y Nhân lòng nóng như lửa đốt, cũng không suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến. Đáng tiếc, vừa mới đến gần, nàng đã bị một bức tường vô hình ngăn lại, hoàn toàn không đến gần được. Ngươi đừng qua đó, vô dụng thôi. A Cửu rất nhanh phát hiện được mánh khóe. Nàng giải thích với những người khác, Hạ Thiên hẳn bị người kia mang vào một tiểu thiên địa. Chúng ta chỉ nhìn được, nghe được mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng, tức giận nói, tên thần tướng kia rõ ràng muốn chúng ta tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh bại, từ đó đả kích lòng tin của chúng ta. Ta không tin Hạ Thiên sẽ bại. Tô Bối Bối nghiêm túc nói. A Cửu lạnh giọng phân phó, vậy chúng ta cứ ngồi im quan sát. Nếu tình huống không ổn, chúng ta sẽ có cách giải quyết khác. Kiếp hỏa địa ngục. Âm thanh bên ngoài tất nhiên cũng có thể truyền vào. Hạ Thiên và Bá Hỏa Thần đều có thể nghe được rõ ràng. Đây đều là nữ nhân của ngươi. Bá Hỏa Thần mỉm cười đánh giá đám người A Cửu. Bọn họ đều có thể xưng là tuyệt sắc. Nghĩ không ra tiên khí chi địa này lại có nhiều lô đỉnh tuyệt hảo như vậy. Đúng là đáng tiếc. Đúng vậy, các nàng đều là nữ nhân của ta. Hạ Thiên thành thật nói, nếu ngươi để ý các nàng, sẽ chỉ làm cho ngươi chết thảm hại hơn mà thôi. Ha ha, ta không có hứng thú đối với nữ nhân. Bá Hỏa Thần cười nhạo một tiếng, có chút trào phúng, điều duy nhất khiến cho ta cảm thấy hưng phấn chính là óc của các nàng, còn có óc của ngươi. Hết thảy mỹ vị khác đều không thể so sánh với óc. Óc cường giả, óc mỹ nhân, nghĩ đến thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi chẳng những ngu mà còn vô cùng biến thái. Ngươi muốn nói sao thì nói, bổn thần không quan tâm đánh giá của người khác. Gương mặt Bá Hỏa Thần tràn ngập ý cười điên cuồng, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, chuyện mà ta muốn làm bây giờ chính là chiến thắng ngươi, sau đó hưởng thụ óc của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, chuyện mà ta muốn làm bây giờ chính là xử lý ngươi. Tới đi, đánh đi. Chiến ý Bá Hỏa Thần như sấm. Toàn thân trên dưới giấy lên liệt hỏa hừng hực, chúng ta đánh một trận cho thống khoái, như thế nào? Hạ Thiên phát hiện mình chẳng có khẩu hiệu gì như bức, chỉ bóp nắm tay, vậy thì đến đi. Bá Hỏa Thần hưng phấn không thôi, tự giới thiệu bản thân, bổn thần tướng tên Hỏa Tông Tuyệt, xưng hào Bá Hỏa, đến từ Hỏa Không Giới Liên Minh Tu Tiên, bây giờ ta là thần tướng tiên phong dưới trướng Võ La Thần Quân. Tiểu tử! Ta cho ngươi một cơ hội được nổi tiếng trong sổ chiến đấu lịch sử tu tiên, mau xưng tên ra. Hạ Thiên lười biếng trả lời, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, Bá Hỏa Thần bĩu môi cười một tiếng, cái tên bình thường chẳng có gì lạ, cũng chẳng có chút đặc sắc. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, tên của ngươi nghe lòe loẹt quá, ngoại trừ chiếm chỗ trên bia mộ thì chẳng còn có chút ý nghĩa nào. Ha ha. Ngươi chết cho bổn thần đi. Bá Hỏa Thần nắm chặt nắm đấm vào đến trước mặt Hạ Thiên, song quyền oanh ra. Ngươi chết chính là ngươi. Hạ Thiên vận 12 phần khí lực, bóp quyền nghênh tiếp. Bành! Một chùm lửa bao trùm Hạ Thiên. A! À, bên ngoài tiểu thiên địa, đám người Ninh Nhụy Nhụy nhịn không được kêu lên sợ hãi, lo lắng cho Hạ Thiên không thôi. A Cửu chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trong lòng giống như có từng đợt sóng lớn nổi lên nhưng nàng vẫn chỉ cắn răng không nói. Cũng may, giọng nói của Hạ Thiên rất nhanh vang lên. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có lửa. Hạ Thiên khó chịu từ trong lửa vọt ra, cầm một cây ngân châm đâm tới Bá Hỏa Thần. Chỉ thấy hỏa diễm đầy trời đột nhiên thay đổi hướng, theo ngân châm của Hạ Thiên cuốn lên, như một con hỏa long nhào về phía Bá Hỏa Thần. Có chút thú vị. Bá Hỏa Thần nhếch miệng mỉm cười, nói với Hạ Thiên, thể chất của ngươi hẳn có thuộc tính hỏa, nhưng vẫn chưa được kích phát, hoặc nói cảnh giới không tới, không biết vận dụng như thế nào, thật sự đáng tiếc. Bớt nói nhiều đi, tiếp đây. Hạ Thiên vận hỏa long quyền, một nắm đấm khác đã đánh tới. Đến rồi à? Bá Hỏa Thần chỉ khoát tay một cái, bóp nát hỏa long. Đối mặt với nắm đấm của Hạ Thiên, hắn siết bụng ưỡn ngực nghênh đón. Dùng tất cả khí lực của ngươi đi,
đánh thật mạnh vào. Bá hỏa thần cuồng tiếu, càng hung ác, bổn thần lại càng hưng phấn. Bành! Một quyền này, sức mạnh của nó thiếu chút nữa chấn nát tiểu thiên địa. Tuy nhiên, bá hỏa thần chỉ thối lui một hai bước, thần thái vẫn như cũ. Ngươi chỉ có chút thực lực đó mà thôi. Bá hỏa thần thất vọng nói với Hạ Thiên, ngươi không phải chỉ là kim đan kỳ. Khi đánh nhau lại còn giấu dốt, bổn thần tướng phải nổi bão thôi. 12 năm trước, Hạ Thiên đã là độ kiếp kỳ. Chẳng qua mấy tháng trước bỗng nhiên bị Dạ Ngọc Mị ép khô linh khí, sau đó rơi xuống kim đan kỳ mà thôi. Nếu là tu tiên giả bình thường, cho dù bị ép cảnh giới rơi xuống, chỉ cần có đầy đủ linh khí, có thể khôi phục cảnh giới bất cứ lúc nào. Hạ Thiên tu luyện chính là nghịch thiên bát châm. Hắn muốn khôi phục thực lực độ kiếp kỳ, hắn chỉ có thể nâng cảnh giới châm pháp lên trước. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên phát hiện phương pháp trước đây không còn mang lại hiệu suất cao như trước. Cho nên, mặc dù hắn vẫn thu một hai nữ nhân làm vợ nhưng cũng không vội song tu với các nàng. Hắn cho rằng, sau khi đột phá bình cảnh nghịch thiên bát châm, tiến hành song tu với các nàng, như vậy sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho hắn và nữ nhân của hắn. Chỉ là không nghĩ đến, bình cảnh còn chưa đột phá, người của tu tiên liên minh đã chạy đến trước. Nói nhảm nhiều quá. Tâm trạng của Hạ Thiên đương nhiên khó chịu. Hắn siết chặt nắm đấm, một lần nữa nhấc lên băng hỏa linh khí đánh thật mạnh vào lồng ngực bá hỏa thần. Đánh hay lắm. Bá hỏa thần nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hạ Thiên, cẩn thận. Là người đứng xem, A Cửu vội lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, lời nhắc nhở của nàng đã muộn. Bành! Nắm đấm của bá hỏa thần đã đánh vào sau ót Hạ Thiên. Một quyền này trực tiếp đánh bay Hạ Thiên cách xa mười mấy dặm, nện vào một ngọn núi thật mạnh, từng luồng diễm khí tùy tiện đốt theo một đường. Người đúng là hèn hạ, vô sỉ. Tô Bối Bối nhìn không được chửi ầm lên, đã nói một đối một, vậy mà ngươi lại đánh lén. Bá hỏa thần cười đắc ý, ha ha, đây là tại hắn ngu, bổn thần cũng không có nói là không được đánh lén. Chiến đấu thống khoái chính là phải dùng hết tất cả mọi biện pháp dồn đối thủ vào tử địa. Ngay cả cái này mà ngươi còn không hiểu, ngươi có thể sống lâu như thế cũng là kỳ tích. Ninh Nhụy Nhụy bị tức giận không nhẹ, ngươi. Dương San muốn qua cứu Hạ Thiên nhưng lại bị A Cửu kéo lại, vô dụng thôi, hai người bọn họ không cùng một thiên địa với chúng ta. Có ngăn cách kết giới, người đi cũng vô dụng thôi. Ta biết. Dương San gật đầu, nhưng vẫn vọt đến chỗ Hạ Thiên rơi xuống. Quả nhiên, mặc dù tìm được Hạ Thiên nhưng lại không có cách nào đụng được hắn, ở giữa giống như có một bức tường vô hình vậy. Vợ tiểu tiểu Dương, đừng khóc, ta còn chưa chết mà. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó, hắn chậm rãi từ dưới phế tích ngọn núi bỏ dậy, vận phiếu miễu bộ vọt đến trước mặt bá hỏa thần. Bá hỏa thần hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên, người đúng là mạng lớn. Tuy nhiên thắng bại đã định, người không cần vùng vẫy nữa. Ta đã nói sẽ đánh chết ngươi thì nhất định sẽ đánh chết ngươi. Hạ Thiên thành thật nói, trước khi ta chưa đánh bại ngươi, thắng bại còn chưa phân được. Ta đã đánh một kiếp lực vào đầu ngươi đấy. Bá hỏa thần khoanh tay, gương mặt trêu tức, nửa nén hương nữa, óc của ngươi sẽ bị kiếp lực hỏa chi của ta nướng chín. Đến lúc đó, chính là lúc ta mở tiệc ăn mừng. Nửa nén hương. Hạ Thiên thuận miệng hỏi nhóm người Dương San, là bao lâu? Dương San sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. A Cửu trực tiếp nói, đại khái khoảng 2 đến 3 phút. Vậy thì đủ rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, nói với bá hỏa thần, còn hơn 2 phút đủ cho ngươi giao phó di ngôn và chuẩn bị hậu sự. Bá hỏa thần cảm thấy có chút buồn cười, đúng là không biết, hả? Lời còn chưa hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã đến. Bành! Một quyền nặng nề đập vào mặt bá hỏa thần, mũi cũng sụp xuống, máu mũi văng khắp nơi. Cơ thể của ta đã sớm tôi luyện qua, chút tổn thương đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến toàn cục. Bá hỏa thần lui lại mấy bước, cười ha hả, xoa mũi mấy cái, người đừng lãng phí tinh lực vào mấy cái này nữa. A, Hạ Thiên không muốn nghe hắn ta làm nhảm nữa, một quyền lại một quyền đánh vào mặt đối phương. Bá hỏa thần cũng không tránh né, vẫn cứ để Hạ Thiên đánh như cũ. Bất chi bất giác hơn một phút đã trôi qua. Tóc Hạ Thiên bỗng bốc cháy, hiển nhiên kiếp lực hỏa chi đã có hiệu lực. Đám người A Cửu không khỏi lo lắng.
Đáng tiếc lại không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Một lát sau, bá hỏa thần bỗng nhiên nhấc tay điểm ra một bình phong liệt hỏa chặn lại Hạ Thiên. Thời gian đã đến, bổn thần chuẩn bị vào ăn. Bá hỏa thần vốn đã bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng trong nháy mắt lại phục hồi như cũ, lông tóc không thương. Hít! Hắn ta hít một hơi thật dài, gương mặt lộ vẻ say mê, ta đã ngửi được mùi thơm óc của ngươi, thật khiến người ta say mê. Quả thật là mỹ vị trí cao trong chư thiên vạn giới. Đám người A Cửu nghe xong, cảm thấy cái tên thần tướng này quả thật khiến người ta buồn nôn. Mỹ vị cái đầu ngươi đấy. Âm thanh Hạ Thiên vang lên bên tai bá hỏa thần, nắm đấm cũng theo đến. Bành! Lại một quyền đánh thật mạnh vào huyệt thái dương của bá hỏa thần. Khí lực rất lớn, đánh đầu bá hỏa thần quay 360 độ. Người này chết rồi sao? Bên ngoài, Dương San kinh ngạc kêu lên, đầu hắn ta quay một vòng kìa. Tổ bối bối lập tức phản bác, hắn ta là tu tiên giả độ kiếp kỳ, tại sao lại dễ dàng chết như vậy chứ? Bối bối nói đúng đấy. A Cửu nói với những người khác, tất cả mọi người cẩn thận một chút, người này tuyệt đối không biết xấu hổ, rất có thể sẽ có ngoại chiêu. Mọi người thối lui về tiểu tiên giới đi. Ninh Nhụy Nhụy do dự hỏi, Cửu tỷ tỷ, thế Hạ Thiên thì sao? Không cần lo lắng cho hắn. A Cửu nghiêm túc nói, ta tin hắn có thể thắng. Chúng ta ở đây, ngược lại sẽ khiến hắn phân tâm. Những người còn lại đối với lời này cũng không có ý kiến, lập tức gật đầu. Mang nàng ta theo, chúng ta rút lui. A Cửu chỉ nữ nhân váy dài, thản nhiên nói, thiên ngoại thiên có trận pháp, còn có một điển tạ, chúng ta mang nữ nhân này về nghiên cứu cái gọi là kiếp lực. Nữ nhân váy dài mở to mắt, tuyệt đối không nghĩ rằng thân là thần tướng tiên phong tuần sát liên minh tu tiên, đường đường là tu tiên giả độ kiếp kỳ lại lưu lạc làm vật thí nghiệm cho đám sâu kiến kia. Mặc kệ nàng ta không cam lòng như thế nào, cảm thấy khuất nhục ra sao, nàng ta cũng không thay đổi được kết cục này. Nàng chỉ có thể khẩn cầu bá hỏa sư đệ mau chóng giải quyết Hạ Thiên, sau đó đến cứu nàng ta. Đến lúc đó, nàng ta nhất định phải hung hăng tra tấn đám nữ nhân kia một phen, để các nàng biết được cái gọi là sống không bằng chết. Nhóm A Cửu đương nhiên biết nữ nhân kia đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cho dù biết cũng không thèm quan tâm. Các nàng thu dọn một chút, sau đó mang theo nữ nhân váy dài không thể động đậy, không thể nói chuyện lui về tiểu tiên giới. Bên trong kiếp hỏa địa ngục, Hạ Thiên bỗng nhiên thu lại nắm đấm, lập tức lấy ra định hải thần châm đâm vào đầu mình mười mấy châm mới miễn cưỡng đè lại kiếp lực trong đầu, ngọn lửa trên đầu cũng theo đó mà dập tắt. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng biết mấy quyền vừa rồi thật ra không giết được đối phương, nhưng hắn cũng không rèn sắt khi còn nóng. Mà là lạnh lùng đứng bên cạnh đối phương. Đừng giả bộ nữa, chút sức mạnh đó còn chưa đến mức đánh chết ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói. Chậc chậc chậc, có chút thú vị. Cơ thể bá hỏa thần bỗng nhiên phốc một tiếng, biến thành một vũng dung nham, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái. Nơi phát ra sức mạnh của ngươi rất thú vị. Khóe miệng bá hỏa thần khẽ nhếch. Có chút hứng thú nhìn Hạ Thiên, cảnh giới của ngươi dường như cố ý duy trì ở kim đan kỳ, nhưng sức mạnh của ngươi lại không bắt nguồn từ linh khí. Cụ thể bắt nguồn từ chỗ nào, tạm thời còn chưa xác định được. Bá hỏa thần ngoại trừ lẩm bẩm những thứ này, còn có mấy lời trong lòng không tiện nói ra. Hắn ta phát hiện Hạ Thiên luôn phát huy sức mạnh vượt qua cảnh giới của hắn. Nếu như hắn ta có thể học được phương pháp này, hắn ta có thể giết chết Võ La thần quân. Bản thân hắn ta sẽ trở thành thần quân mới. Đương nhiên, hắn ta sẽ không tiết lộ suy nghĩ này với bất kỳ người nào. Tiểu tử, bây giờ ta chẳng những muốn hưởng dụng óc của ngươi mà còn muốn tìm hiểu trong ngoài của ngươi. Bá hỏa thần yên lặng nhìn Hạ Thiên, hứng thú với hắn càng lúc càng đậm, trên người ngươi còn bí mật nào khác không, ta cảm thấy rất chờ mong. Đến đi, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mau xuất ra hết tất cả tiềm năng của ngươi đi. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên trong nháy mắt vọt đến trước mặt bá hỏa thần, một quyền đánh tới. Đến hay lắm. Hai mắt bá hỏa thần phun lửa, siết chặt nắm đấm lóe ra dung nham cuồn cuộn, nghênh đón nắm đấm Hạ Thiên. Bành. Bốn quyền tấn công, kinh khí bạo tràn, dung nham cuồn cuộn cũng bị văng ra ngoài. Dùng hơi nước bao phủ bên ngoài nắm đấm, cũng xem như ứng đối không tệ.
Bá hỏa thần phát hiện bên ngoài song quyền của Hạ Thiên mơ hồ có hơi nước bốc lên, không khỏi gật đầu, sau đó tiếp tục giễu cợt, đáng tiếc, đây chỉ là tiểu thông minh. Nếu ngươi có thể kích hoạt thuộc tính hỏa trong cơ thể của ngươi, nói không chừng ngươi có thể sử dụng lửa của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đang dùng miệng đánh nhau sao? Ha ha, đánh nhau là chuyện vui mà. Bá hỏa thần mỉm cười nói, vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm cũng có thể xem là một niềm vui thú. Bây giờ ta sẽ đánh ngươi thành câm điếc. Hạ Thiên khó chịu trả lời một câu. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của Hạ Thiên đột nhiên đánh về phía cổ họng bá hỏa thần, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi dự kiến của thần tướng. Bành! Bá hỏa thần né tránh không kịp, bị nắm đấm Hạ Thiên đánh trúng, cổ họng trong nháy mắt bị đánh xuyên, cơ thể cũng hóa thành một vũng dung nham. Tuy nhiên, cơ thể hắn ta rất nhanh ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Hạ Thiên thấy vậy, không nói hai lời, một quyền đánh qua. Đừng làm chuyện vô vị như thế nữa. Bá hỏa thần có chút thất vọng lắc đầu, bổn thần là kiếp hỏa linh thể trời sinh. Quả đấm của ngươi không đánh chết ta được đâu, thậm chí còn không đả thương được một nửa sợi lông của ta. Bành, bành. Hạ Thiên hoàn toàn không muốn nghe người này nói nhảm, vẫn không quan tâm, vung mạnh quyền đánh tới. Lãng phí thể lực, đúng là ngu xuẩn. Bá hỏa thần khịt mũi coi thường hành động của Hạ Thiên, bất mãn nói, ban đầu, ta còn cho rằng ngươi là một đối thủ đáng để coi trọng. Bây giờ, xem như ta đã nghĩ sai, ngươi chỉ là một mãng phu không có linh cảm chiến đấu, chỉ biết đánh bừa. Lời còn chưa nói hết, cơ thể lại bị Hạ Thiên đánh trúng. Ba phen mấy bận, bá hỏa thần có chút chán ghét, lạnh lùng nói, vừa rồi ta còn cho rằng ngươi có chút thú vị, đúng là lãng phí thời gian của bổn thần. Một quyền của Hạ Thiên lại đánh tới tiếp. Đã đến giờ hưởng thụ mỹ vị rồi. Bá hỏa thần cười khẽ, khoát tay chộp vào đầu Hạ Thiên. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, lập tức thối lui. Trong tiểu thiên địa này, ngươi có thể chạy trốn đi đâu? Bá hỏa thần cười nhạo, có chút khinh thường nói, so với vùng vẫy dẫy chết, chỉ bằng từ bỏ chống lại. Nếu được bổn thần hoan nghênh, đến lúc đó ta có thể thả cho những nữ nhân kia của ngươi một ngựa. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên nhếch miệng, nhân dịp bây giờ còn có thể động đậy, ngươi nên viết bia mộ cho mình, trễ thì không còn kịp nữa đâu. Đúng là không biết mùi vị. Bá hỏa thần hừ lạnh một tiếng, lửa trong toàn bộ thiên địa bỗng nhiên bành trướng mấy chục trượng. Hạ Thiên xác thực không còn chỗ có thể trốn, giống như tôn hầu tử bị giam vào lò luyện đan của lão quân. Lúc này, kiếp hỏa trong đầu cũng thoát khỏi trấn áp của mấy châm vừa rồi, một lần nữa thiêu đốt lên. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Hạ Thiên hình như không chịu nổi. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp kỳ, cảnh giới của Hạ Thiên chênh lệch nhiều lắm. Không được, ta muốn đi giúp hắn. Chúng ta cùng đi. Tổ bối bối, Ninh Nhụy Nhụy nhìn xuyên qua màn nước quan chiến. Nhìn thấy tình huống này, bọn họ không nhịn được, muốn đến đó giúp Hạ Thiên. Tất cả đừng động. A Cửu vừa bỏ nữ nhân váy dài vào tứ tượng trận vừa quát tháo những người khác, các người xuống dưới tối đa cũng chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Nếu rảnh, chỉ bằng đến giúp ta thì hơn, chỉ cần moi được tin tức hữu dụng từ miệng của nữ nhân này, nó còn tốt hơn xuống dưới làm phiền Hạ Thiên. Ngươi định làm gì? Tô bối bối hỏi. A Cửu chậm rãi đáp, tứ tượng trận đã được Dạ Ngọc Mị cải tiến, cho dù là độ kiếp kỳ cũng có thể trấn áp. Lát nữa. Các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, mỗi người chiếm một góc, sau đó theo lời nói của ta mà hành động. Nếu chúng ta có thể đạt được tin tức hữu dụng từ trên người nữ nhân kia, so với bây giờ xuống dưới càng thêm hữu dụng. Được. Lam Y Nhân không chút do dự gật đầu, sau đó chiếm một góc. Tô bối bối cũng chọn lấy một phương vị, Ninh Nhụy Nhụy và Dương San nhìn nhau, chiếm hai vị trí còn lại. Mở. Thật ra, A Cửu cũng rất lo lắng cho Hạ Thiên. Nhưng nàng biết rất rõ, bây giờ nàng hoàn toàn không giúp được gì. Thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện vô dụng, chỉ bằng làm những chuyện thực tế hơn. Về phần Hạ Thiên, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn có thể chiến thắng hết thảy địch nhân. Hơn nữa, với hiểu biết của nàng về Hạ Thiên, nếu quả thật không thể địch lại, hắn đã bỏ chạy từ sớm rồi. Hạ Thiên cũng không phải là người có tính cách mãng phu, biết rõ không địch lại mà còn từ chết đến lết. Trong phương diện chiến đấu này, hắn xác thực có thể được xưng là người thông minh nhất thiên hạ. Tất cả người xem nhẹ hắn,
cuối cùng đều bại bởi hắn, thậm chí còn chết trong tay của hắn. Năm đó, ban đầu Dạ Ngọc Mị có bản lãnh nghiền ép Hạ Thiên, cuối cùng còn không phải thua sao? Điểm quan trọng nhất, đã lâu rồi Hạ Thiên chưa từng ăn thiệt. Cho nên, hắn đã sớm bị lười. Điểm này ngay cả hắn cũng không phát hiện được. Hắn cần phải có người dạy dỗ. Thất bại đối với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Đương nhiên, A Cửu không cảm thấy hắn sẽ bại. Đến, Bá Hỏa Thần khoát tay. Chỉ thấy những ngọn lửa kia hóa thành vô số dây thừng cuốn chặt lấy Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy những thứ này có thể buộc được ta? Hạ Thiên nhếch miệng. Vậy thì ngươi tránh đi. Bá Hỏa Thần cười khẽ, thân hình trong nháy mắt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, duỗi ngón giữa và ngón trỏ chậm rãi điểm vào trán Hạ Thiên, óc của ngươi, ta ăn chắc. Bành! Một giây sau, đầu và cơ thể Bá Hỏa Thần bỗng nhiên phân liệt, ngã xuống mặt đất, biến thành một chùm lửa. Chỉ thấy một đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tiểu thiên địa. Làn da bàn tay trắng như ngọc, giống như dễ hành vừa mới được lột. Hiển nhiên đây là tay của nữ. Chúng ta rút lui trước. Tiếp theo, một bóng người thoáng hiện, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, phất tay chặt đứt ngọn lửa trên người hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Âm thanh của Bá Hỏa Thần vang lên trong hư không. Tiếp theo, một hỏa cầu đánh tới Hạ Thiên và người kia. Sao? Người đến giật mình, bởi vì nàng đang ôm Hạ Thiên, cũng không có biện pháp né tránh. Bồng! Hạ Thiên đột nhiên tỉnh lại, một quyền đánh nổ hỏa cầu, sau đó cười nói, vợ tiểu y y, sao nàng lại đến đây? Ngươi nói sao? Y tiểu âm thản nhiên hỏi lại. Hạ Thiên cười nói, nàng nhất định rất nhớ ta, đúng không? Y tiểu âm bó tay, bây giờ là tình huống gì, ngươi còn có tâm trạng nói đùa. Tình huống bây giờ rất tốt. Hạ Thiên lười biếng nói, tên ngu ngốc kia không giết ta được đâu, nhưng lửa của hắn ta quả thật có chút kỳ quái. Ta cần một chút thời gian để tìm hiểu. Y tiểu âm nhắc nhở, bọn họ có ba người đến, còn có một người còn khó chơi hơn. Ta không giúp được cái gì, cho nên đến chỗ của ngươi tìm hiểu tình huống như thế nào. Lại đến thêm một lô đỉnh cực phẩm. Bá Hỏa Thần đột nhiên xuất hiện đằng trước Hạ Thiên và Y tiểu âm. Hứng thú đánh giá Y tiểu âm, sau đó nói với Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi có một bảo tàng nhưng lại không biết lợi dụng. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng, những chiêu thức đó của ngươi đã vô dụng đối với ta. Ha ha, người như ngươi mà cần nữ nhân đến cứu, đối với ta ngươi mới không còn tác dụng gì nữa. Bá Hỏa Thần mỉm cười đắc ý, chỉ vào Hạ Thiên, nói óc của ngươi nhất định là vật trong bụng ta, ai đến cũng vô dụng. Ta đã biết rõ kiếp lực hỏa chi của ngươi là gì rồi. Hạ Thiên mỉm cười trả lời, ngươi còn chiêu thức nào nữa không? Ngươi đã biết rõ hỏa kiếp lực. Bá Hỏa Thần sửng sốt, sau đó cười nhạo, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Ta đương nhiên biết, cái gọi là hỏa kiếp lực của ngươi, thậm chí cái gọi là kiếp lực, ta cũng biết đó là cái gì. Hạ Thiên nói rất hời hợt, giống như đang nói đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Y tiểu âm ngược lại có chút do dự, người thật sự hiểu rõ sao? Hạ Thiên cười nói, vợ y y, nàng nên tin tưởng nam nhân của mình chứ? Ta xưa nay không có khoác lác, ta nói hiểu rõ thì chính là hiểu rõ. Ta tin ngươi. Y tiểu âm gật đầu, chỉ cần biết rõ loại kiếp lực này, giải quyết bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha 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 ha. Bá Hỏa Thần nghe được câu này, cười đến ngập cả người, tiếng cười tràn ngập trào phúng và xem thường. Đồng thời cũng thưởng thức sự cuồng vọng của Hạ Thiên. Y tiểu âm hơi cau mày, nàng rất không thích người khác phủ định Hạ Thiên, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy hắn đang nói đùa hay là cảm thấy hắn không có năng lực đó? Đương nhiên, Bá Hỏa Thần gật đầu thừa nhận, mặc dù không còn cười, nhưng ý khinh thường trong mắt lại dày đặc thêm mấy phần, các ngươi coi kiếp lực là gì? Một loại pháp thuật, một môn thần thông, hay là một loại kỹ xảo? Mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần nó tồn tại, vậy thì ta đã có thể hiểu rõ rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Nói ra lời này, Hạ Thiên tuyệt đối tự tin, không hề có chút do dự, cũng không mang theo cái gì là cuồng vọng hoặc phô trương thanh thế. Đúng là không biết mùi vị. Bá Hỏa Thần mỉm cười đắc ý, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, thiên phú tu tiên của ngươi không tồi. Nếu ngươi xuất thân ở liên minh tu tiên, cho ngươi thêm một khoảng thời gian không ngắn.
có lẽ ngươi sẽ phân tích được kiếp lực. Nhưng bây giờ, ngươi không hề có khả năng. Một phần vạn, một phần triệu khả năng cũng không có. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, đây chính là sự ngạo mạn vốn có của liên minh tu tiên các ngươi sao? Đây không phải ngạo mạn mà là miệt thị. Bá Hỏa Thần cho mình là người thắng, hờ hững nói, người có kiếp lực, nhất định sẽ là độ kiếp kỳ. Nhưng độ kiếp kỳ chưa hẳn có kiếp lực, hiểu không? Vấn đề này, hiển nhiên không cần Hạ Thiên và Y Tiểu Âm trả lời. Hắn ta trực tiếp hỏi, trực tiếp trả lời. Các ngươi không hiểu, cũng không có khả năng hiểu. Bá Hỏa Thần nở nụ cười của thượng vị giả, trong liên minh tu tiên, chỉ người có thiên phú cực cao, hơn nữa mỗi một bước tu tiên đều có cơ sở vững chắc, không uống bất kỳ đan dược nào, không đi bất kỳ đường tắt nào, không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, từng bước một dựa vào khổ tu, rèn luyện ra được đạo mạch cương thể hoàn mỹ, sau đó tấn thăng đến độ kiếp kỳ thì mới có được kiếp lực. Y Tiểu Âm nghe đối phương nói xong, không khỏi có chút suy nghĩ. Nghĩ không ra ngưng tụ kiếp lực lại có nhiều điều kiện hà khắc đến như thế. Trên trái đất, những điều kiện này trên cơ bản không có khả năng đạt đến. Nơi này linh khí mỏng manh, nếu như không uống đan dược, không đi đường tắt, tu luyện đến trúc cơ kỳ không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không thể tiến lên thêm một bước nào. Năm đó, đám người Cố Hàm Sơn chính là gặp phải khốn cảnh này. Sở dĩ Hạ Thiên có thể đột phá khốn cảnh chính là dựa vào băng hỏa linh thế và nghịch thiên bát châm. Theo như Y Tiểu Âm nghĩ, nếu như nói băng hỏa linh thể chính là thiên phú cực cao, như vậy nghịch thiên bát châm hiển nhiên thuộc về thủ đoạn tu tiên khác. Bá Hỏa Thần yên lặng nhìn Hạ Thiên, sau đó cười lạnh, nghe xong điều kiện hình thành kiếp lực, các ngươi còn cảm thấy các ngươi có khả năng hiểu rõ kiếp lực là gì không? Cái này, Y Tiểu Âm nhất thời im lặng. Vợ y, không cần nghe hắn ta ở đây nói bậy. Biểu hiện của Hạ Thiên rất nhẹ nhõm, lặp lại lần nữa, chỉ cần là đồ vật tồn tại, ta nhất định có thể hiểu rõ. Hơn nữa còn không cần thời gian. Bá Hỏa Thần nhìn thấy Hạ Thiên vân đạm phong khinh như thế, giống như đang nói một chuyện không có gì lạ, lập tức không khỏi cảm thấy bị mạo phạm. Loại mạo phạm này khiến cho cơ thể của hắn ta từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều cảm thấy không thoải mái. Giống như một người thượng lưu, thông qua cố gắng rất lớn mới thu được cảm giác ưu việt nhưng lại bị một tên ăn mày chê bai. Huống chi, cái tên ăn mày đó còn dám lộ ra thái độ khinh bỉ, khiến cho người thượng lưu cảm nhận được sự sỉ nhục rất lớn. Ta vốn cho rằng ngươi còn biết suy nghĩ. Bây giờ, ngươi cũng bị cái nơi khỉ ho cò gáy này giam cầm, ếch không ra khỏi đáy giếng. Sắc mặt Bá Hỏa Thần chuyển thành màu xanh xám, sát khí dày đặc trong mắt, đã như vậy. Vậy thì không cần thiết phải tốn thời gian trên người ngươi quá lâu. Sâu kiến nên nghênh đón kết cục vốn có của nó. Hạ Thiên nhếch miệng, nói nhiều như vậy còn không phải bởi vì ta vạch trần cảm giác ưu việt của đám ngớ ngẩn ngươi sao? Hừ, vậy ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, để biết thế nào là kiếp lực chân chính. Bá Hỏa Thần lười nói nhiều, dùng tay chộp vào trong hư không một cái. Chỉ thấy trong hư không vỡ ra một hắc uyên. Bên trong hắc uyên lộ ra cái mỏ chim nhọn dài nửa màu trắng. Lên! Bá Hỏa Thần đưa tay cầm lấy miệng chim, dùng sức bẻ một cái. Phốc! Không khí trong phạm vi 100 dặm bốc cháy. Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân lui ra, trốn khỏi phạm vi lửa đốt hừng hực. Hắn rót băng hỏa linh khí vào cơ thể Y Tiểu Âm, tránh cho nàng bị tổn thương. Đó là một thanh kiếm. Y Tiểu Âm nhìn thấy đồ bên trong ngọn lửa. Hạ Thiên gật đầu, đúng, chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài ít nhất 4, 5 mét, miệng chim dài nhọn màu trắng chính là chuôi kiếm. Lưỡi đao giống như được mấy trăm sợi lông màu xanh điểm xuyết mà thành, mặt trên còn có vằn đỏ, tản ra lửa cháy hừng hực. Kiếm này có tên là Tất Phương. Bá Hỏa Thần đưa tay cầm thần kiếm, mỉm cười nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, bổn thần đã dồn hết kiếp lực vào bên trong. Muốn phá giải hỏa kiếp lực. Ngươi xem có thể gánh chịu được 3.000 quả lửa của ta hay không? Chẳng cần quan tâm 3.000 vịt lửa hay là gà lửa của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, ra vẻ khinh thường, chỉ cần ngươi dùng chính là kiếp lực, vậy ta có thể hóa giải. Vậy thì tới đi. Trong nháy mắt, Bá Hỏa Thần đã đến trước mặt Hạ Thiên, trường kiếm như tương lửa, xẹt qua một quỹ tích giữa không trung, khiến cho không trung tràn đầy diễm khí, lửa cháy bùng lên. Oanh! Hạ Thiên cũng không đón đỡ một kiếm này,
chỉ ôm Y Tiểu Âm sử dụng bộ pháp xích thiên nhai né tránh. Hạ Thiên, ngươi không cần cố kỵ ta, ta tự có cách tự vệ. Y Tiểu Âm lập tức nói với Hạ Thiên, nếu ngươi muốn bảo vệ chúng ta bình an, phương pháp an toàn nhất chính là giết hắn ta. Được. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên định hải thần châm, lắc mình một cái đến trước mặt bá hỏa thần, lạnh lùng nói, bây giờ ta sẽ phá cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, cả người Hạ Thiên đã bị hỏa lưu nuốt sống. Bá hỏa thần nhìn thấy, không khỏi cười ha hả. Ha ha ha, 3000 quạ lửa thì sao, ngươi phá như thế nào? Y Tiểu Âm nhìn thấy, mặc dù lo lắng cho Hạ Thiên, nhưng cũng không tùy tiện ra tay. Nàng lặng yên thối lui đến vùng ven tiểu thiên địa, chuẩn bị làm một chút bố trí, đề phòng vạn nhất. Bá hỏa thần đã nhận ra động tác nhỏ của Y Tiểu Âm, nhưng một chút cũng không để trong lòng. Chỉ cần làm thịt Hạ Thiên, những người khác chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Huống chi, bây giờ hắn ta đã nổi hứng, cũng không rảnh để ý những chuyện khác. Này, chưa gì đã chết rồi sao? Bá hỏa thần đợi 1-2 giây. Cũng không thấy Hạ Thiên từ trong 3000 quạ lửa chạy ra, không khỏi có chút khinh thường, vậy ngươi làm ta thất vọng quá. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng bá hỏa thần, không cần trốn, ta không có ở trong đó đâu. Sao? Bá hỏa thần sững sờ, nhưng cũng không quay người thậm chí cũng không quay đầu, chỉ mỉm cười, dương đông kích tây. Kế sách không tệ nhưng có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh lén ta? Vậy ngươi đã sai rồi. Bổn thần chẳng những tu thành đạo mạch cương thể, hơn nữa còn là thể chất hỏa mạch trời sinh. Bất luận ngươi dùng đao, hay là dùng kiếm, hoặc bất kỳ binh khí nào khác, chỉ cần không bám vào kiếp lực, trên cơ bản chúng đối với bổn thần tướng đều không, hả? Bá hỏa thần đang nói, bỗng nhiên cau mày, bởi vì hắn ta nhận ra có chút gì đó không thích hợp, nghiêm túc quát mắng, ngươi đã làm gì ta? Không có gì. Chỉ đâm cho ngươi vài châm thôi mà. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó giơ định hải thần châm giữa ngón tay lên. Gương mặt bá hỏa thần hiện lên sự khinh thường, lại là điêu trùng tiểu kỹ, chẳng lẽ ngươi không còn thủ đoạn nào khác sao? Lại nói tiếp, hay là ngươi cho rằng loại thủ đoạn này có thể làm ta bị thương? Bị thương ngươi có gì thú vị chứ? Hạ Thiên cười hì hì, ta muốn giết ngươi. Ha 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 ha. Bá hỏa thần cuồng tiếu không thôi, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, trong liên minh tu tiên, rất nhiều người dùng thần binh lợi khí cũng không giết chết được ta, cũng không ít người dùng pháp bảo thần thông cũng không giết chết được ta, chỉ dựa vào một cây ngân châm nho nhỏ của ngươi lại muốn giết ta. Cho nên nói, ngươi giết người vẫn chưa đủ thành thạo. Hạ Thiên nói, thần binh lợi khí gì, pháp bảo thần thông gì đều không phải trọng điểm. Vậy ngươi coi cái gì mới là trọng điểm? Bá hỏa thần cười nhạo, một cây ngân châm sao? Châm cũng không phải trọng điểm. Hạ Thiên nhếch miệng, trọng điểm chính là tìm nhược điểm của đối phương, sau đó một kích tất sát. Bá hỏa thần cười càng lợi hại hơn, ý của ngươi là, ngươi tìm được nhược điểm của bổn thần. Hạ Thiên gật đầu, chẳng những tìm được, mà còn đâm chúng. Một lát nữa, ngươi sẽ chết. Ha 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 ha. Ngươi đúng là, bổn thần cũng không biết dùng từ gì để hình dung ngươi bây giờ. Bá hỏa thần cười một hồi, bỗng dưng vung trường kiếm trong tay lên, ta thấy vẫn nên tiễn ngươi lên đường, tránh cho ngươi cứ mất mặt xấu hổ hoài. Bồng! Hỏa lưu cuồn cuộn hoành không? Hạ Thiên dường như né tránh không kịp, bị hỏa lưu chính diện đánh trúng, toàn bộ cơ thể giống như ngọn nến gặp phải nhiệt độ cao, trong nháy mắt bị đốt hơn phân nửa. Chỉ còn lại nửa cơ thể tàn phế bị lửa bao phủ bên trong. Trong lòng Y Tiểu Âm đột nhiên sinh ra một cảm giác rất đau, nàng cao giọng la lên, Hạ Thiên. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Tim đám người A Cửu bỗng nhiên dây dần, một cảm giác bối rối không hiểu xuất hiện. Tất cả đều dâng lên cảm giác bất thường. Chẳng lẽ Hạ Thiên đã xảy ra chuyện? Vừa rồi các người có cảm giác hay không? Gương mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân hiện lên sự kinh hoàng. Hỏi những người khác, chính là xuất hiện trong nháy mắt, liên quan đến tình huống chiến đấu bên ngoài. Nàng không dám nói ra dự cảm xảy ra với Hạ Thiên, đành phải lập lờ. Những người khác nhìn nhau, hiểu Lam Y Nhân nói gì, bởi vì vừa rồi trong đầu bọn họ cũng thoáng hiện lên dự cảm bất thường. Có phải Hạ Thiên xảy ra chuyện rồi không? Ninh Nhụy Nhụy có chút không kiên nhẫn được nữa, không được, ta muốn xuống dưới.
Tô Bối Bối lập tức phụ họa, ta cũng đi. Lam Y Nhân và Dương San thấy vậy, tất nhiên cũng không muốn ở lại, cả hai đều đứng lên. Tất cả đừng động. A Cửu mặt không đổi sắc, Hạ Thiên làm sao mà xảy ra việc được. Hơn nữa còn có Y Y tỷ đang ở dưới đó. Có tỷ ấy, Hạ Thiên sẽ không có chuyện gì đâu. Y Y tỷ đến. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tô Bối Bối khẽ gật đầu. Mặc dù có đôi khi nàng không quen với cách nói chuyện và hành động của Y Tiểu Âm, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong 12 năm qua, Y Tiểu Âm trưởng thành nhanh nhất, nàng đã có chút không đuổi kịp. Bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. A Cửu tiếp tục nói, nếu thành công, đó mới là sự trợ giúp lớn nhất đối với Hạ Thiên. Lam Y Nhân suy nghĩ một chút, trong nháy mắt bị thuyết phục, vậy chúng ta tiếp tục đi. Lúc này, Dương San lại hơi do dự, tuy nhiên, cảm giác vừa rồi là như thế nào? Đúng vậy, có chút rất không thích hợp. Tô Bối Bối kịp phản ứng, vì sao chúng ta đồng thời dự cảm được Hạ Thiên xảy ra chuyện? Ninh Nhụy Nhụy ngược lại có chút không hiểu, vô thức nói một câu, chẳng lẽ bởi vì chúng ta là nữ nhân của Hạ Thiên sao? Ngươi đừng có nói lung tung, ta còn chưa phải, lão nương ta là Hoàng Hoa Đại Khuê nữa đấy. Tô Bối Bối có chút mập mờ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi đã là rồi? Tên sắc lang đó ăn hết ngươi từ lúc nào thế? Ninh Nhụy Nhụy hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng giải thích, ta không phải. Ta còn chưa có, Bối Bối tỷ, ngươi không nên nói bậy bạ. Điều này quả thật có chút kỳ quái. A Cửu không khỏi nghi ngờ, chúng ta và Hạ Thiên cũng không ký kết bất kỳ minh ước thần thức nào, không có lý gì chúng ta lại cùng cảm nhận được loại tin tức đó. Dương San thuận miệng nói, bình thường người thân chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta cũng có loại cảm ứng này sao? Loại cảm ứng không hiểu, chưa quen thuộc, lại mơ hồ. A Cửu lắc đầu, phủ nhận suy đoán này, vừa rồi, dự cảm đó chuẩn xác tiến vào đầu chúng ta thậm chí hoài nghi không chỉ chúng ta, những người ở nơi khác hẳn cũng cảm giác được. Được rồi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Tô Bối Bối cảm thấy chuyện này càng nói càng mơ hồ, nếu tạm thời nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ nữa, chính sự quan trọng hơn. Đúng, làm chính sự trước. A Cửu cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, về phần Hạ Thiên bên kia, để ta cho người ra ngoài điều tra một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, A Cửu gọi Tiêu Diễm Diễm đến, dặn dò nàng, Hạ Thiên và người ta đang chiến đấu ở núi tuyết, người dẫn một số người ra ngoài xem tình huống như thế nào. Nếu có thể giúp được thì giúp, nếu không giúp được, chúng ta cứ đứng bên cạnh quan chiến là được. Được, việc này cứ giao cho ta. Tiêu Diễm Diễm lập tức lĩnh mệnh. Khi còn ở đảo Sương Nguyệt, Tiêu Diễm Diễm đã lấy lòng Hạ Thiên. Về sau, trong cuộc thí luyện tiểu tiên giới, nàng trực tiếp đầu nhập vào Hạ Thiên, từ đó có được địa vị không thấp ở tiểu tiên giới, cũng là thiên giới bây giờ, trở thành tâm phúc của A Cửu. Sau khi lĩnh mệnh, Tiêu Diễm Diễm lập tức rời khỏi thiên ngoại thiên. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi. A Cửu thu lại ánh mắt và suy nghĩ loạn thất bát tao, nói với bốn nữ nhân khác, liên quan đến việc khởi động trận pháp, còn có trình tự vận chuyển, vừa rồi ta cũng đã nói cho mọi người biết. Bây giờ bắt đầu đi. Lúc này, nữ nhân váy dài bên trong tứ tượng trận cũng đang liều mạng dãy giụa. Nàng ta tuyệt không cam tâm nàng ta lại bị một đám nữ nhân cảnh giới thấp đè ép như thế. Mặc dù cũng không rõ ràng lắm trận pháp này dùng để làm gì, nhưng tuyệt đối không thể ngồi đó chờ chết. Đúng vào lúc này, toàn bộ trận pháp chậm rãi phát sáng. Một luồng ánh sáng trong trẻo hội tụ lại, sau đó bay vào trong đầu nữ nhân váy dài. Nữ nhân váy dài ngạc nhiên phát hiện đầu óc của mình trở nên mơ hồ, không chịu sự khống chế của nàng ta, tinh thần không khỏi rơi vào bối rối. Chỉ hơi do dự nửa giây, nàng ta cắn nát đầu lưỡi. Dự định hy sinh một nửa tu vi để phá trận. Bành! Trong trận pháp, giống như liên thông một đập nước, dòng nước cuồn cuộn, vô cùng mênh mông đánh thẳng vào bốn vách tường tứ tượng trận. Phốc! Bốn nữ nhân chiếm bốn góc cảm giác ngực như cứng lại. Trận pháp nhận được xung kích sẽ phản hồi đến người các nàng. Dương San chịu không nổi đầu tiên, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ngươi không sao chứ? A Cửu nhìn thấy. Lập tức bước đến phía sau lưng nàng, dán một lá bùa vào sau lưng nàng. Dương San lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào cơ thể,
cảm giác tắc nghẽn khó chịu trong nháy mắt giảm bớt hơn rất nhiều. A Cửu lại dán cho mỗi người một lá bùa, đồng thời nhỏ giọng nói, những lá bùa này là do Dạ Ngọc Mị và Y tỷ lợi dụng linh mạch Trung Nam Sơn tạo ra. Có nó, các ngươi có thể tạm thời mượn dùng linh khí của nó. Tuy nhiên, mọi người cũng không được dùng quá nhiều, cho nên mọi người hãy kiên trì một chút. Chuyện linh mạch Trung Nam Sơn nhận Hạ Thiên làm chủ, Ninh Nhụy Nhụy thân là người đã trải nghiệm qua, cũng đã thuật lại cùng với mọi người khi tán gẫu. Cho nên, mọi người đều không cảm thấy nghi hoặc. Ngươi đừng vũng vẫy dẫy chết nữa. A Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân váy dài trong trận, càng dẫy dụa sẽ càng đau đớn. Nếu ngươi chủ động phối hợp, sau khi chúng ta có được thứ mình muốn, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Bành, bành. Trả lời A Cửu chỉ có làn sóng va chạm mạnh hơn. Không biết tốt xấu, vậy ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt A Cửu lóe lên một tia ngoan lệ, đồng thời kết ấn, niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Đây là nàng học được từ cổ tạ của Tề gia. Bên ngoài tiểu tiên giới, đỉnh núi tuyết. Liệt hỏa vô tận vẫn cháy hừng hực như cũ. Nhiệt độ cao gần như muốn nướng chín núi đá. Hạ Thiên. Y Tiểu Âm đứng cách đó không xa, nhìn dung nham như sóng lửa, một lần nữa la lên. Bá Hỏa Thần nở nụ cười mỉa mai, vung Tất Phương Thần kiếm một lần nữa chém về phía sóng lửa. Bồng! Ngọn lửa lập tức càng vượng hơn, tầng tầng lớp lớp ngọn lửa giống như chiếc lưỡi, nhanh chóng liếm đến mặt Y Tiểu Âm. Bồng! 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 Bá Hỏa Thần vô cùng bạo ngược, trường kiếm trong tay không chút đình trệ chém ra mấy chục kiếm. Một chút cũng không cho Hạ Thiên cơ hội sống. Nếu như vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên có lẽ còn có khả năng trốn thoát. Nhưng bây giờ, cơ hội thành công có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Ha ha, vị tiên tử này, đạo lữ của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá Hỏa Thần hứng thú thưởng thức biểu hiện của Y Tiểu Âm, cho dù hắn có thể tránh được một hai kiếm, thậm chí ba kiếm, bốn kiếm, nhưng đằng sau còn có 10 kiếm, 100 kiếm, thậm chí vạn kiếm. Huống chi, kiếp hỏa của bổn thần còn đang cháy. Kim đan của hắn đoán chừng đã bị hỏa táng chứ đừng nói chi là mệnh. Hạ Thiên không chết đâu, thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Lông mày Y Tiểu Âm cau chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bá Hỏa Thần, hắn phá giải kiếp lực của ngươi cần thời gian, còn ta cần thì chính là cái này. Ồ, không nói đến Hạ Thiên sống hay chết, trước tiên nói đến ngươi đi. Bá Hỏa Thần nhếch miệng mỉm cười. Hai hàng lông mày hiện lên sự cuồng thái, vị tiên tử này, người tự tin như vậy, người có tư cách nói với bổn thần mấy lời đó hay không? Chỉ dựa vào cái này. Đầu ngón tay Y Tiểu Âm bỗng nhiên sáng lên một luồng hàn quang, đồng thời người cũng nhanh chóng thối lui về phía sau. Chỉ thấy kiếp hỏa địa ngục bỗng nhiên lộ ra mấy khe hở. Từng luồng ánh sáng trong veo từ trong khe hở chiếu vào người Bá Hỏa Thần. Vừa rồi, khi Bá Hỏa Thần chiến đấu với Hạ Thiên, nàng đã lặng lẽ bố trí. Thật ra, nàng còn chưa bố trí xong, nhưng trước mắt không thể không dùng. Đây là trận pháp, đúng là có chút thú vị. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, không phát huy được uy năng của nó. Bá Hỏa Thần đứng im bất động, lặng lặng đưa mắt nhìn những điểm sáng này, khinh thường nói, trận pháp tiên khí chi địa chỉ là trò đùa, có gì cần phải sợ chứ? Ta trước phá nát mắt chó của ngươi. Y Tiểu Âm khó có lúc chửi bậy một câu, sau đó thối lui khỏi kiếp hỏa địa ngục. Vừa rồi, nàng đã mở ra một khe hở, dự định tiến vào trợ giúp Hạ Thiên. Không bao lâu sau, thanh quang bùng mạnh, nối thành một tấm lưới. Tấm lưới này dán vào người Bá Hỏa Thần, giống như một tấm áo lót trân châu. Rất tuyệt, chẳng khác nào một bộ y phục cố ý dệt cho bổn thần. Bá Hỏa Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ nhàng vung Tất Phương Thần kiếm trong tay, dễ như trở bàn tay đốt nứt những tia sáng này. Y Tiểu Âm cau mày, hiển nhiên cũng không dự liệu được tình huống như thế. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Bá Hỏa Thần lắc đầu, nhấc kiếm chỉ vào Y Tiểu Âm, ta thấy ngươi tư chất không tệ. Nếu ngươi đồng ý làm thị thiếp của bổn thần tướng chẳng những tha cho ngươi một mạng, còn tặng cho ngươi đại tạo hóa, thậm chí có thể dẫn ngươi đến liên minh tu tiên. Chẳng phải tốt hơn so với ngươi mai một ở cái nơi chim không thèm ị này sao? Ngươi si tâm vọng tưởng rồi. Gương mặt xinh đẹp của Y Tiểu Âm hiện lên sự chán ghét, ngươi nên xuống địa ngục mơ tiếp đi. Đúng là không biết điều. Bá Hỏa Thần cũng không kiên nhẫn,
thân ảnh lóe lên đến trước mặt Y Tiểu Âm. Trường kiếm thiêu đốt bằng ngọn lửa cũng đâm thẳng vào tim của nàng. Y Tiểu Âm giật mình, trong nháy mắt dự đoán được nàng không thể tránh thoát. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết phải tránh thoát. Y Tiểu Âm vận âm y cửu âm đâm tới bá hỏa thần. Đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch quá lớn, Y Tiểu Âm cũng không phải tồn tại nghịch thiên như Hạ Thiên. Y Tiểu Âm cảm nhận được mũi kiếm đâm tới, cả người giống như bị thiêu đốt. Sâu kiến trung quy cũng chỉ là sâu kiến, có xinh đẹp cũng chỉ là sâu kiến. Gương mặt bá hỏa thần hiện lên sự thương tiếc lẫn khinh bỉ, đúng là chẳng thú vị gì cả. Rít, một âm thanh trong trẻo vang lên, chuôi kiếm giống như hết đà. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Nhóm người A Cửu khởi động tứ tượng trận, một luồng linh áp bàng bạ trấn trụ nữ nhân váy dài. Nữ nhân váy dài liều chết một hồi rốt cuộc vẫn không chống đỡ được. Bổn tiên tử tuyệt không có khả năng bị các ngươi đánh bại. Cái trận rách nát này không làm gì được ta đâu. Bổn tiên tử là độ kiếp kỳ của liên minh tu tiên. A, các ngươi giết ta đi. Mau giết ta. Nữ nhân váy dài dần dần không chịu nổi, ban đầu từ lãnh ngạo đến nổi giận, đến cuồng loạn, sau cùng chỉ muốn chết mà thôi. Đáng tiếc, đám người A Cửu hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với lời nàng ta nói. A, hình như có thứ gì đó trong cơ thể của nàng ta. Tô Bối Bối nhạy bén cảm giác được dị dạng, lập tức nhắc nhở. Mấy người khác không khỏi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, một luồng khí tức màu trắng chậm rãi từ trong cơ thể nữ nhân váy dài bay ra. A Cửu nhìn thấy, lập tức lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, ném vào bên trên tứ tượng trận. Chỉ thấy khí tức màu trắng nhanh chóng bay vào trong bình. Sau khi hút hết số khí tức màu trắng, cái bình lại bay về trong tay A Cửu. Cửu tỷ tỷ, ngươi cầm gì trong tay thế? Ninh Nhụy Nhụy tò mò hỏi. A Cửu thản nhiên trả lời, dạ ngọc mị đưa, ta cũng không biết đó là cái gì. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lam Y Nhân vẫn còn lo lắng cho tình huống của Hạ Thiên, có cần xuống dưới bắt người kia lên không? Vậy ngươi và Bối Bối xuống đi. A Cửu gật đầu, sau đó nói với Dương San và Ninh Nhụy Nhụy, các ngươi ở lại đây canh chừng nữ nhân này. Đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, Cửu tỷ tỷ ngươi thì sao? Ta phải nhanh chóng đưa thứ này cho Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ. A Cửu ngưng trọng nói, bên chỗ bọn họ cũng có thần tướng đến từ liên minh tu tiên, hẳn còn lợi hại hơn cả hai người này. Vật này có lẽ sẽ có sự trợ giúp đối với bọn họ. Vậy ngươi đi đi, nơi này có chúng ta canh chừng rồi, cam đoan sẽ không để xảy ra vấn đề gì đâu. Dương San đáp, A Cửu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Tuy nhiên, việc nàng cần làm bây giờ cũng rất quan trọng, không cách nào đi giúp Hạ Thiên, chỉ có thể cầu nguyện cho hắn. Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Tuy nhiên, Hạ Thiên đích thật đã xảy ra chuyện. Đương nhiên hắn không chết, nhưng lại tiến vào một trạng thái liên quan đến cái chết. Hắn tiến vào một con sông lớn, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Những con sóng cứ thế mà tuôn ra, giống như chảy từ viễn cổ còn viễn cổ hơn đến đây, chảy đến tương lai không thể nào đoán trước. Trong con sông này, hắn nhìn thấy vô số người, hư không vô tận, tinh cầu không cách nào hình dung và tồn tại không cách nào diễn tả. Chỉ một cái chớp mắt, Hạ Thiên cảm giác đầu của hắn như sắp bị nổ tung. Giống như mỗi một tế bào não đều gánh gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, vạn lần phụ tải. Bỗng nhiên, một hai điểm sáng yếu ớt màu vàng từ đầu bên kia sông bắn tung tóe ra, vừa lúc bắn vào trong đầu hắn. Một thoáng sau, ánh mắt của hắn bị kiềm chế, cũng không còn tiếp tục nhìn thấy những cảnh tượng khác. Dù vậy, cũng có vô số sinh mệnh bên trong con sông di chuyển về phía trước, có cái lóe lên rồi biến mất, có cái hoành không xuất thế, có cái ảm đạm vô quang, có cái sáng như mặt trời. Hạ Thiên suy đoán những sinh mệnh này có khả năng cũng là tu tiên giả giống như hắn. Chỉ là không cùng một thế giới. Hơn nữa, những tu tiên giả này đều không nhìn thấy lẫn nhau, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Thiên. Về phần vì sao Hạ Thiên có thể nhìn thấy bọn họ, chính hắn cũng không có đầu mối. Đằng trước có một cánh cửa nối liền trời và đất. Cánh cửa này tản ra một luồng khí tức cổ xưa. Hạ Thiên không biết cánh cửa đó, cũng không biết luồng khí tức kia là gì, nhưng hắn biết chắc nó có liên quan đến thiên đạo.
Trong lòng hắn dâng lên một sự kính sợ, cũng không biết là kính sợ thiên đạo hay là kính sợ cái gì. Một ý niệm đột nhiên dâng lên trong đầu của hắn, hắn muốn xuyên qua cánh cửa này. Cánh cửa đó có thể là cửa ải thứ nhất trên con đường tu tiên của hắn. Hạ Thiên suy nghĩ, chẳng lẽ độ kiếp hai tên ngốc đến từ liên minh tu tiên kia nói chính là xuyên qua cánh cửa này sao? Nhưng làm sao mà xuyên qua cánh cửa đó? Hạ Thiên không có chìa khóa. Mặc dù khe hở rất lớn, ngay cả một vạn người như hắn cũng có thể đi qua. Nhưng khe hở của cánh cửa lại tản ra khí tức khiến hắn theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm. Quả nhiên, khi đến gần, hắn nhìn thấy đằng trước khe hở có vô số hài cốt tu tiên giả. Dù vậy, vẫn có rất nhiều tu tiên giả lướt qua những hài cốt này, tiếp tục xông vào khe hở to lớn của cánh cửa, rất nhanh bị luồng khí tức thiêu chết, cứ lặp đi lặp lại chưa từng ngừng lại. Hạ Thiên không biết tình huống này là như thế nào, nhưng hắn cũng lười tìm hiểu, cũng chẳng quan tâm nó là cái gì. Đã đến đây rồi, dù sao cũng phải thử một lần. Bỗng nhiên, khe hở cánh cửa lóe lên một luồng ánh sáng trắng, càn quét vô số hài cốt chất thành đống của tu tiên giả đằng trước, sau đó phóng thẳng đến Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức lách mình định tránh né, hắn đột nhiên phát hiện hắn không có cơ thể, chỉ có ý chí. Cho dù chỉ là một ý chí, luồng ánh sáng trắng kia vẫn không có ý định buông tha. Cũng may, trước đó đầu của hắn đã hấp thu một hai điểm kim quang, trong nháy mắt đã mang hắn đi. À! Hạ Thiên phát ra tiếng kinh hô khó có được, tiếp theo, hắn cảm giác linh hồn của mình dường như từ trên cao rơi xuống cơ thể. Lúc này, âm thanh, mùi, cảm giác, hết thảy đều quay về, khi đó hắn mới biết mình đã quay về hiện thực. Vừa rồi, hắn giống như trải qua một khoảng thời gian cực kỳ dài, nhưng thật ra chỉ có một khắc ngắn ngủi mà thôi. Chẳng lẽ ta nằm mơ? Hạ Thiên nghi hoặc trong lòng. Hắn nhớ hắn bị 3000 quạ lửa của bá hỏa thần đánh trúng. Ban đầu, hắn đang định né tránh, kết quả trong đầu vang lên một âm thanh kỳ quái, trong nháy mắt đã mang hắn đến con sông rộng lớn đó. Không biết âm thanh kia là ai? Hạ Thiên cau mày, đó là âm thanh mà hắn chưa từng nghe qua, thậm chí không giống như người có khả năng phát ra. Được rồi, trước giải quyết tên ngớ ngẩn kia rồi nói sau. Hạ Thiên suy nghĩ một chút cũng không có đầu mối gì, hắn quyết định không nghĩ thêm gì nữa. À, đây là, trong lúc hắn dự định thoát khỏi 3000 quạ lửa, bỗng dưng hắn nhìn thấy trong đám quạ lửa có khí tức màu trắng cực kỳ mỏng nhạt, rất giống với luồng ánh sáng màu trắng xuyên qua khe hở cánh cửa. Chẳng lẽ đây chính là bản chất của kiếp lực? Trước đó, Hạ Thiên đã dùng nghịch thiên bát châm phá giải một chút kiếp lực bên trong cơ thể. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng cũng đủ giúp cho hắn đánh thắng bá hỏa thần. Để chứng minh suy nghĩ của mình, Hạ Thiên một lần nữa sử dụng định hải thần châm vào đầu mình mấy châm. Băng hỏa linh khí lập tức tràn vào trong đầu, tiến hành phá giải hỏa kiếp lực đang khốn trụ hắn. Lần này vô cùng thuận lợi. Kiếp lực đó không hề phản kháng, mặc cho Hạ Thiên hành động. Rất nhanh, Hạ Thiên đã phá giải toàn bộ hỏa kiếp lực, đồng thời hắn cũng hiểu ra. Cái gọi là kiếp lực chính là một loại khí tức màu trắng ngưng kết mà thành. Rốt cuộc loại khí tức màu trắng này là cái gì, Hạ Thiên cũng không biết, hắn chỉ suy đoán nó có liên quan đến cánh cửa trong mơ vừa rồi. Sau khi phá giải hấp thu hỏa kiếp lực trong đầu xong, Hạ Thiên chậm rãi thở phào, cười nói, thì ra là như thế, vậy thì đơn giản rồi. Lúc này, 3000 quạ lửa vẫn còn đang không ngừng thiêu đốt hắn. Hạ Thiên lấy ra ngân châm. Đâm thẳng vào đám quạ lửa, có chút khó chịu mắng tản cho ta. Khí tức màu trắng bên trong quạ lửa lập tức bị ngân châm hấp thu sạch sẽ. Lửa đầy trời trong nháy mắt bị dập tắt. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Kiếm của bá hỏa thần dừng lại giữa không trung. Bởi vì kiếm của hắn ta không còn phóng ra lửa nữa. Cái này sao có thể? Gương mặt bá hỏa thần hiện lên sự khó tin. Đằng sau hắn ta vang lên một âm thanh lười biếng, có gì mà không thể chứ? Ta là Hạ Thiên, có ta ở đây, chuyện không thể nào mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Ngươi có thể phá được 3000 quạ lửa của ta. Bá hỏa thần quay người lại, mắt mở to nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi làm được? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thật ngại quá, ta phá giải không phải là quạ lửa mà là hỏa kiếp lực. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ nó. Đánh giám.
Bá hỏa thần lập tức quát lên, chỉ có người vượt qua độ kiếp mới biết được kiếp lực là như thế nào. Bằng không, cho dù ngươi tiến vào độ kiếp kỳ, ngươi cũng vô pháp vận dụng, huống chi ngươi chỉ là một kim đan kỳ. Nhưng ta vẫn hiểu rõ nó đấy, ngươi không phục thì đến đây cắn ta đi. Hạ Thiên mỉm cười khiêu khích. Ha ha! Bá hỏa thần giận quá hóa cười, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, một lần nữa ngưng tụ hỏa lưu cuồn cuộn, vùng tất phương thần kiếm chém về phía Hạ Thiên. Y Tiểu Âm không khỏi kinh hô, Hạ Thiên cẩn thận. Vợ y, nàng không cần lo lắng, hắn ta không làm ta bị thương được đâu. Hạ Thiên thoải mái trả lời. Một giây sau, hỏa lưu cuồn cuộn đã bao phủ hắn lại. Ha ha, làm cả nửa ngày, chẳng qua chỉ là khoác lác mà thôi. Bá hỏa thần nhếch miệng cười, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngươi cười quá sớm rồi. Tiếp theo, Hạ Thiên hờ hững lắc tay, dập tắt hỏa lưu cuồn cuộn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là... Bá hỏa thần mở to đến rách cả mí mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được sự thật này, miệng lẩm bẩm tại sao ngươi lại làm được. Cho dù ở liên minh tu tiên, có thể dễ dàng diệt đi quạ lửa của ta cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Điều này chỉ có thể nói đám người các ngươi quá củi bắp. Hạ Thiên nhếch miệng, vẫn khinh thường như cũ. Ta không tin ngươi có được sức mạnh như vậy, ngươi chết đi cho bổn thần. Bá hỏa thần giận tím mặt, một kiếm chém tới Hạ Thiên. Kiếm lên, lửa cháy. Vậy ta sẽ để cho ngươi hiểu được sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, đâm tới tất phương thần kiếm. Hừ, chỉ là ngân châm, làm sao có thể địch nổi thần kiếm của bổn thần. Bá hỏa thần bỗng dưng gia tăng thêm mấy thành sức mạnh, hỏa kiếp lực cũng tăng theo. Oanh! Quạ lửa bùng cháy, ngay cả không gian dường như cũng bị thiêu đến biến hình. Ha ha, chỉ là sâu kiến, lại còn dám dùng ngân châm sủa loạn trước mặt bổn thần. Bá hỏa thần nhìn thấy ngọn lửa cuồn cuộn thiêu cháy tất cả, ý cười trên mặt càng lúc càng nhiều, đây mới gọi là sự chênh lệch. Ở cái nơi rách nát này của ngươi, tu tiên giả khiêu chiến với bổn thần, đúng là trò cười. Đúng là trò cười thật. Bên trong ngọn lửa truyền đến một âm thanh lười biếng, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngọn lửa bỗng nhiên tiêu tán. Hạ Thiên cầm ngân châm, gương mặt uể oải, dường như đang làm một việc nhỏ chẳng có ý nghĩa gì. Không thể nào. Bá hỏa thần trừng mắt, một lần nữa lộ ra sự kinh ngạc, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, vừa rồi ngươi còn chưa hiểu được kiếp lực là gì, vì sao bây giờ ngươi lại có thể vận dụng được một cách tự nhiên như thế? Điều này còn phải cảm ơn ngươi. Hạ Thiên cười nói, lát nữa ngươi chết, ta sẽ đích thân lập bia cảm tạ ngươi. Sát khí ngưng lại trong mắt bá hỏa thần, bổn thần không tin. Trường kiếm vung lên giống như sao rời đấu chuyển, mang theo lực vạn quân chém về phía Hạ Thiên. Lần này không có hỏa diễm giấy lên, hiển nhiên hắn ta muốn dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế Hạ Thiên. So khí lực, ngươi không thắng được ta đâu. Hạ Thiên lười biếng lắc đầu, khinh thường nói. Oanh! Tuy nhiên, bá hỏa thần chỉ muốn dụng chút mưu kế, chờ kiếm chém đến trước mặt Hạ Thiên, hắn ta mới vận hỏa kiếp lực cháy bùng lên một ngọn lửa. Đáng tiếc, chút mánh khóe đó của hắn ta không lừa được Hạ Thiên. Bành! Hạ Thiên trực tiếp nghênh đón ngọn lửa, né qua tất phương thần kiếm, vọt đến trước người bá hỏa thần, một quyền đánh trúng ngực đối phương. Ngươi cho rằng quả đấm của ngươi có thể làm ta bị thương. Bá hỏa thần cười nhạo, khinh thường nhìn Hạ Thiên, bất luận là đạo mạch cương thể của ta, hay là kiếp hỏa linh thể, tất cả đều có thể miễn dịch hết thảy, phốc. Lời còn chưa nói hết, hắn ta cảm thấy trong bụng nhói đau, tiếp theo miệng phun máu tươi, người có chút chống đỡ không nổi, lập tức ngã xuống đất. Tại sao bổn thần lại bị ngươi đả thương? Ta đường đường là thần tướng, tu tiên giả độ kiếp kỳ, tại sao ta lại bị đánh bại? Tại sao chứ? Ta không phục, ta không phục, ngươi nhất định đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Bá hỏa thần càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm. Sự kiêu ngạo đến từ bản chất của hắn ta khiến hắn ta không cách nào tiếp nhận được hiện thực đó, càng không cách nào lý giải được vì sao hắn ta lại thua. Ngươi tự cho mình mạnh hơn ta, thật ra chỉ có hai điểm. Hạ Thiên đứng trước bá hỏa thần đã ngã xuống. Thứ nhất, ngươi cho rằng cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Nhưng ngươi không biết, ta vốn là độ kiếp kỳ, chẳng qua chỉ vì một việc mà ta bị áp chế trở về kim đan kỳ mà thôi. Thứ hai, ngươi lĩnh ngộ kiếp lực,
nhưng đó chính là cái duy nhất ngươi có thể lấy ra giết chết ta. Đáng tiếc, ngươi vừa tự đại lẫn ngớ ngẩn, ngay từ đầu đã không dùng sát chiêu. Y Tiểu Âm nghe Hạ Thiên nói, không khỏi có chút buồn cười. Hắn còn có mặt mũi nói người khác tự đại. Bây giờ, mặc dù ta còn chưa trở lại độ kiếp kỳ nhưng độ kiếp kỳ là cái dạng gì, linh khí có thể dùng đến trình độ nào, ta đều biết hết. Hạ Thiên nói tiếp, về phần kiếp lực, vừa rồi ta đã lĩnh ngộ được. Cho nên, ngươi thua là chuyện không thể bình thường hơn. Ta không chấp nhận, ta tuyệt không chấp nhận. Bá Hỏa Thần nghe Hạ Thiên nói xong, chỉ cảm thấy tất cả đều là sự trào phúng. Lòng tự tôn của hắn ta khiến cho hắn ta không cách nào đối mặt thực tế này, bổn thần còn chưa thua. Ta muốn đại chiến 300 hiệp với ngươi. Vậy thì chiến. Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ, cho dù ngươi có thể đứng lên, đoán chừng 3 hiệp đã không chịu được. Cái này. Bá Hỏa Thần sửng sốt, sau đó phát hiện cơ thể của hắn ta đang phát sinh thay đổi đáng sợ, ngươi đã làm gì ta? Cũng chẳng làm gì cả. Hạ Thiên mỉm cười trả lời, chuyện mà ta làm chẳng qua chỉ trả lại ngươi gấp bội chuyện ngươi làm với ta mà thôi. Bá Hỏa Thần giật mình, cơ thể của hắn ta đã xuất hiện hai luồng kiếp lực rất lạ. Một là hỏa kiếp lực nhưng lại khác với hỏa kiếp lực của hắn ta. Thậm chí còn yếu hơn nhưng lại có thể nuốt chửng hỏa kiếp lực của hắn ta. Về phần tại sao lại như vậy, bởi vì nó có liên quan đến băng kiếp lực thứ hai. Băng kiếp lực có thể trong thời gian ngắn đóng băng ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khổng khiếu của hắn ta. Cho nên, hỏa kiếp lực của Bá Hỏa Thần vốn mạnh hơn nhưng vận chuyển lại rơi vào thế hạ phong. Ngươi, thật hèn hạ. Bá Hỏa Thần nộ khí công tâm, phun ra một ngụm máu, cả người càng thêm suy yếu. Ngươi dở trò lừa bịp thì là thông minh, người khác dùng chút thủ đoạn thì chính là hèn hạ. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, thế gian này nào có đạo lý như thế? Lời này hoàn toàn không hợp với lời vừa mới nói của ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Y Tiểu Âm, vợ y, nàng đừng nói đạo lý với hắn ta làm gì. Hắn ta đã là người chết rồi mà. Ta cảm thấy hắn ta còn có thể lợi dụng, để hắn ta chết, chỉ bằng giữ lại nghiên cứu một chút. Y Tiểu Âm im lặng một chút, sau đó giải thích với Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ ngươi đã hiểu được kiếp lực, nhưng người khác thì chưa chắc. Còn có tình huống bên phía liên minh tu tiên, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta có thể từ miệng của hắn ta moi được tin tức hữu dụng thì sao? Thật ra không cần đâu. Hạ Thiên bĩu môi, khinh thường nói, ta đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghiên cứu một chút, ta có thể giúp mọi người tìm hiểu, không cần lãng phí thời gian trên người loại ngu ngốc đó đâu. Y Tiểu Âm hơi bó tay nói, chúng ta không thể dồn hết tất cả hy vọng lên người ngươi. Nếu như có thể mở rộng nó ra, khiến cho càng nhiều người được lợi, đó mới là phương pháp tốt nhất dùng để đối kháng liên minh tu tiên. Vậy cũng không cần đến hắn ta, cái tên ngu ngốc này nhất định phải chết. Hạ Thiên hoàn toàn không có hảo cảm với tên Bá Hỏa Thần này, cũng chẳng muốn giữ lại cái tên khiến mình cảm thấy buồn nôn. Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút, cũng không kiên trì nữa. Vậy mọi chuyện nghe theo ngươi. Vợ y, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên cười nói, vừa rồi ta có tóm được một nữ nhân độ kiếp kỳ ngu ngốc, hẳn đã bị nhóm người cửu nha đầu mang đi rồi. Nàng muốn nghiên cứu, có thể tìm đến cửu nha đầu. Bá Hỏa Thần nghe Hạ Thiên và Y Tiểu Âm nói chuyện với nhau, tức đến mức muốn thổ huyết. Các ngươi dám sỉ nhục tiên phong thần tướng ta. Bá Hỏa Thần chừng đến muốn rách cả mí mắt, ta không ngại nói cho các ngươi biết. Chúng ta chẳng qua chỉ là tiên phong dưới trướng Võ La Thần Quân mà thôi. Y Tiểu Âm hỏi lại, Võ La Thần Quân, ông ta là ai? Bá Hỏa Thần hừ lạnh một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, ông ấy là tu tiên giả độ kiếp kỳ hậu kỳ, một trong thập đại thần quân liên minh tu tiên, cường giai trên bảng chiến thần sâu không vô tận. Nói nghe nghiêu bức như thế, cũng chỉ độ kiếp kỳ mà thôi. Hạ Thiên khinh thường nói. Cho nên mới nói các ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thô lậu vô chi. Gương mặt Bá Hỏa Thần hiện lên sự cuồng nhiệt, ánh mắt cũng tràn ngập sự sùng bái, đại đạo vô ngần, độ kiếp kỳ chính là đạo hạm cuối cùng trước khi vũ hóa thành tiên, nhưng độ kiếp kỳ cũng có phân chia cao thấp, tổng cộng có 9 lượt thiên kiếp. Ông ấy chính là người đã vượt qua 6 lần thiên kiếp, cũng có thể nói ông ấy rất có thể có 6 loại kiếp lực. Không biết là vì cầu sinh hay là giận đến mức cực hạn, Bá Hỏa Thần càng không ngừng trào phúng Hạ Thiên.
ngươi nói ngươi lĩnh ngộ được kiếp lực, vậy thì như thế nào? Ngươi ngay cả một nửa thiên kiếp cũng không vượt qua, kiếp lực của ngươi nhất định hư mà không thật. Dù vậy, ngươi chẳng qua cũng chỉ đánh ngang tay với bổn thần, ngươi tưởng mình có thể đạt đến độ kinh khủng như thần quân sao? Sự kinh khủng đó, sức mạnh đó, ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Không cách nào tưởng tượng, vậy thì không cần tưởng tượng. Hạ Thiên cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ mong có thể đánh với vị thần quân gì đó một trận, tốt nhất, ông ta nên thật sự cường đại như ngươi đã thổi. Nếu không, ông ta đến đây cũng chỉ chết mà thôi. Ha 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 ha, Bá Hỏa Thần cảm thấy hắn ta giống như nghe được một câu chuyện cười. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, thậm chí ngươi rất có khả năng là người mà thần quân muốn tìm, nhưng thực lực của ngươi bây giờ, suy, không đáng nhắc đến. Nếu ngươi không dở âm mưu quỷ kế, chỉ sợ ngay cả ta ngươi đánh cũng không thắng. Không cần phải gấp gáp giải thích như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta đã từng khiêu chiến Võ La Thần Quân hơn 10.000 lần nhưng một lần đánh ngang tay cũng không có. Ông ấy đã cách cái nơi rách nát này rất gần. Lúc nào cũng có thể đến đây. Cho dù các ngươi tiến bộ thần tốc ra sao, chẳng lẽ còn có thể đánh bại người 6 lần vượt qua thiên kiếp hay sao? Y Tiểu Âm ngược lại có chút lo lắng. Bá Hỏa Thần có lẽ hơi khoa trương một chút nhưng Võ La Thần Quân có thể trở thành cấp trên của bọn họ, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Chỉ 3 thần tướng tiên phong thôi cũng đánh cho các nàng trở tay không kịp, thậm chí còn có chút phí sức. Bây giờ lại đến thêm một thần quân thực lực còn vượt qua cả thần tướng, chỉ sợ toàn bộ trái đất sẽ rơi vào nguy hiểm. Vợ y y, nàng đừng để ý lời tên ngốc này nói. Hạ Thiên phát hiện biểu hiện của Y Tiểu Âm khác thường, không khỏi an ủi một câu, di ngôn cũng đã để lại xong, bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Hừ, ta là Bá Hỏa Thần Tướng, há để cho một tên sâu kiến như ngươi sỉ nhục. Bá Hỏa Thần nổi giận. Một luồng lệ khí xông lên đầu, lần này, nếu không phải ta chủ quan, làm sao ta có thể thua ngươi? Cho dù bổn thần chết, cũng phải kéo các ngươi xuống Hoàng Tuyền Trung. Trong khi đang nói, Bá Hỏa Thần bạo phát một luồng sức mạnh bàng cự, đánh tan 2 đạo kiếp lực của Hạ Thiên trong cơ thể mình. Liệt hỏa hừng hực một lần nữa bốc cháy. Toàn bộ thiên địa giống như bị ném vào lò lửa, một cảm giác tắc nghẽn buồn bực trong nháy mắt nổ ra. Không ổn rồi. Sắc mặt Y Tiểu Âm thay đổi, hắn ta muốn đồng quy vu tận. Hạ Thiên cũng lập tức khẩn trương lên, dùng ngân châm đâm vào mi tâm Bá Hỏa Thần, sau đó ôm Y Tiểu Âm nhanh chóng rút lui. Muốn chạy trốn, không còn kịp nữa rồi. Bá Hỏa Thần cười như điên đuổi tới Hạ Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ ngươi hãy thử một chút uy lực kiếp lực diệt tẫn đi. Tuy nhiên, một bóng người đằng không bay lên. Hai tay vọt đến ôm lấy Bá Hỏa Thần trước mặt Hạ Thiên, sau đó rơi thẳng xuống vực sâu mà nữ nhân váy dài trước đó đã đánh ra. Oanh! Tiếp theo, luồng ánh sáng trắng lóe lên, thiên địa đều bị đốt cháy. Ánh sáng trắng sáng ngời, chiếu rọi cùng một chỗ, giống như hỏa táng. Cũng may, luồng ánh sáng đó cũng không hề bạo phát hoàn toàn. Chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra thế? Y Tiểu Âm mờ mịt nhìn khe đất, nghi hoặc hỏi, vừa rồi, người kia là ai? Hạ Thiên nhìn ra được nhưng cũng không nói là ai, chỉ bay thẳng vào bên trong khe đất. Một lát sau, hắn mang theo một bóng người bay ra, đặt xuống đất. Người này thân hình to lớn tráng kiện, to như cột điện nhưng toàn thân bị luồng ánh sáng trắng nổ thủng 100.000 lỗ, cháy đen như than, hẳn sống không được bao lâu nữa. Chính là tiểu đệ mà Hạ Thiên thu được cách đây không lâu Thiết Kim Cương. Hắn ta là ai thế? Y Tiểu Âm nhìn thấy người này khá lạ mặt, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hắn ta tên Tiểu Hoàng, là tiểu đệ ta mới thu mấy ngày trước. Hạ Thiên nói với Y Tiểu Âm, trước đó, khi ta đến Giang Hải, ta đã để hắn ta đến tập đoàn thần y làm bảo vệ cổng. Tại sao hắn ta lại ở đây? Y Tiểu Âm thuận miệng hỏi. Lại có chút tiếc nuối nói, hắn ta bị thương thành như thế, chỉ sợ không cứu sống nổi. Hắn ta không có việc gì đâu. Hạ Thiên lơ đễnh nói, có ta ở đây, hắn ta không chết được đâu. Nghịch Thiên Bát Châm không phải để bài trí. Có thể được sao? Y Tiểu Âm không khỏi có chút do dự. Tuy nàng biết được Nghịch Thiên Bát Châm có công hiệu cải tử hoàn sinh nhưng cũng có hạn chế. Trước đó,
Nàng cũng đã nhìn thấy Hạ Thiên ra tay cứu bệnh nhân trở về, nhưng phần lớn đều là sinh cơ chưa đoạn tuyệt. Người trước mắt bị kiếp lực gây thương tích, đoán chừng ngũ tạng lục phủ, còn có kinh mạch khổng khiếu đều bị phá hủy. Dù sao nghịch thiên bát châm cũng chỉ là châm pháp, cũng không phải tiên pháp có thể cải tử hồi sinh. Vợ y y, nàng hơi khinh thường ta rồi đấy. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự ngạo nghễ, vừa rồi, ta đã lĩnh ngộ được kiếp lực. Mặc dù còn chưa nắm giữ hoàn toàn, nhưng nếu dùng kiếp lực lên nghịch thiên bát châm, uy lực châm pháp tuyệt đối tăng một mảng lớn. Y Tiểu Âm gật đầu, vậy ngươi nhanh chóng cứu người đi. Đi. Hạ Thiên lập tức lấy ra Định Hải thần châm, vận băng hỏa kiếp lực không nhiều trong cơ thể, sau đó chậm rãi đâm vào mi tâm Thiết Kim Cương. Tiếp theo, hắn lại đâm thêm mấy chỗ khác trên người Thiết Kim Cương. Một lát sau, hắn thu hồi lại ngân châm. Y Tiểu Âm vẫn nhìn chằm chằm ngân châm trên tay Hạ Thiên, quan sát phương pháp hành khí và trình tự vận châm của hắn. Nàng phát hiện nó cũng không hề khác gì trước kia. Nhưng hiệu quả xác thực khác biệt hơn trước rất nhiều. Cơ thể vốn cháy đen của Thiết Kim Cương nổi lên một tầng ánh sáng mỏng, vết thương dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Y Tiểu Âm không khỏi mở to mắt nhìn, cũng không phải bị hình ảnh trước mắt chấn kinh. Châm pháp trước kia của Hạ Thiên cũng có thể khiến cho vết thương người ta nhanh chóng khép lại. Nàng sở dĩ chấn kinh chính là luồng ánh sáng như có như không rất giống với luồng ánh sáng khi bá hỏa thần tự bạo. Tình huống này xuất hiện, nói rõ Hạ Thiên đã sử dụng kiếp lực của bá hỏa thần cho mình, hoặc kiếp lực chính là một loại sức mạnh thông dụng chỉ có tu tiên giả độ kiếp kỳ mới có thể dùng. Bất luận là cái nào, tất cả đều nói rõ một việc, kiếp lực cũng không phải lạch trời tu tiên giả, mà là một chỉ dẫn mới trên con đường tu tiên của các nàng mà thôi. Này, Tiểu Hoàng, đừng giả bộ chết nữa, người mau đứng dậy đi. Đợi thêm vài giây, Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, đá cho Thiết Kim Cương một cái. Chủ nhân, ngươi nên gọi ta là Thiết Kim Cương. Thiết Kim Cương từ từ mở mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, Tiểu Hoàng. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hỏi tiếp, ngươi không phải đang ở Giang Hải sao? Tại sao ngươi lại chạy đến đây? Thưa chủ nhân, là như vậy. Trước đó, Thiết Kim Cương được Hạ Thiên dẫn đến Giang Hải làm bảo vệ công cao ốc thần y. Khi đang làm việc, cơ thể cao lớn của hắn ta đột nhiên chấn động một cái. Hắn ta vẫn im lặng không nói, giống môn thần đứng ở cổng, cũng khiến người vãng lai cực kỳ yên tâm. Đột nhiên, hắn ta lại cảm nhận được sự khác thường. Hắn ta nhìn thấy có ba luồng ánh sáng màu trắng, trong đó có một luồng bay về phía núi tuyết. Tiếp theo là thân ảnh chợt lóe lên của Hạ Thiên, thế là hắn ta lập tức đứng dậy đi theo. Chỉ là tốc độ của hắn ta không nhanh bằng Hạ Thiên, cho nên đến tận bây giờ mới đuổi tới núi tuyết. Vừa đến, thấy có người gây bất lợi cho Hạ Thiên, hắn ta không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến, ôm người kia cùng nhau rơi xuống vực sâu. Hạ Thiên nói, kiếp lực thần tướng lợi hại như vậy, nhưng ngươi lại không bị đốt thành cho bụi, tố chất cơ thể của ngươi đúng là hiếm thấy. Hắn ta giống tuyết quái. Trước đó, gia gia của hắn ta đã cho ta một mảnh vỡ ý chí trái đất. Sao? Nói đến đây, Hạ Thiên bỗng nhiên hiểu ra cái gì, chẳng lẽ ý chí trái đất và kiếp lực có liên quan đến nhau? Ngươi nói cái gì? Y Tiểu Âm kinh ngạc hỏi. Hạ Thiên đáp, vợ y y, chúng ta không nói cái này, chờ đêm đến, ta sẽ cẩn thận tâm sự với nàng. Chỉ là tâm sự, Y Tiểu Âm có chút hoài nghi Hạ Thiên. Đương nhiên chỉ là tâm sự. Hạ Thiên mỉm cười nói, tuy nhiên, nếu vợ y y nàng có ý khác, ta khẳng định sẽ vô cùng phối hợp. Y Tiểu Âm cũng không phản ứng Hạ Thiên, di chuyển ánh mắt chỉ lên trên có người đến. Hạ Thiên đưa mắt nhìn một hồi, quả nhiên có một đám người xông từ tiểu tiên giới xuống. Hạ Thiên, người không sao chứ? Người đi đầu lập tức vọt đến trước mặt Hạ Thiên, có chút quan tâm hỏi thăm. Hạ Thiên nhìn người này, sau đó lười biếng hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Ta đang ở tiểu tiên giới, không, bây giờ ta là một trong những đại trưởng lão của thiên giới. Tiêu Diễm Diễm bất mãn chừng Hạ Thiên, ta nghe nói ngươi đang gặp phiền phức. Lập tức dẫn người đến giúp ngươi, ngươi đáp lại ta như thế sao? Hạ Thiên nhếch miệng, chút thực lực đó của ngươi chỉ đến gây thêm phiền phức mà thôi. Thực lực của ta yếu, nhưng ngươi có thể giúp ta tăng lên một chút mà. Tiêu Diễm Diễm liếc mắt đưa tình với Hạ Thiên, ta biết ngươi có bản lãnh đó,
ta cái gì cũng có thể bỏ ra, chỉ cần ngươi nói với ta. Quên đi. Hạ Thiên hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với nữ nhân này. Lúc này, Y Tiểu Âm nói, cuộc chiến bên này đã kết thúc. Nếu ngươi muốn hỗ trợ, ngươi có thể dẫn người đến vực sâu, tìm thi thể của bá hỏa thần. Được. Tiêu Diễm Diễm đương nhiên nhận ra Y Tiểu Âm, cũng không hề có mâu thuẫn. Ông xã, Y Tiểu Thư. Một lát sau, lại có hai bóng người từ Tiểu Tiên giới rơi xuống, chính là Lam Y Nhân và Dương San. À, vợ Tiểu Tiểu Dương, vợ Tiểu Y Y, tại sao hai nàng lại xuống đây? Hạ Thiên hỏi. Lam Y Nhân rơi xuống gần Hạ Thiên, ôm chầm lấy hắn, ông xã, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp được ta sao? Hạ Thiên nói, vợ Tiểu Y Y, nàng không có lòng tin đối với ta như vậy sao? Không phải. Lam Y Nhân vội vàng giải thích, tại vì địch nhân lần này quá lợi hại. Hạ Thiên chỉ vào khe đất, cũng không phải rất lợi hại. Hắn ta đã bị ta xử lý rồi. Ông xã, chàng quả nhiên lợi hại nhất. Lam Y Nhân mỉm cười khen ngợi. Dương San cũng muốn lên tiếng khen Hạ Thiên hai câu nhưng chỉ há to miệng, vẫn là khen không được. Hạ Thiên đưa tay kéo Dương San vào lòng, vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng thoải mái tinh thần đi. Chồng của nàng vô địch thiên hạ, tuyệt đối không có việc gì đâu. Bây giờ không phải là lúc anh em, nguy hiểm còn chưa được giải trừ. Y Tiểu Âm nói, vợ Y Y, nàng đang ăn dấm à? Hạ Thiên nói, nơi này còn chỗ, ta có ôm mấy người nữa cũng không thành vấn đề. Y Tiểu Âm thở dài, nói với Hạ Thiên, liên minh tu tiên phái ba thần tướng đến. Cái này ta biết. Hạ Thiên gật đầu. Đúng rồi. Lam Y Nhân vội vàng nói với Hạ Thiên, vừa rồi A Cửu bảo ta chúng ta xuống hỗ trợ chàng. Nàng ấy rút một ít ánh sáng trắng trong cơ thể nữ nhân váy dài, nói muốn đến trợ giúp nhóm người Dạ Ngọc Mị. Dương San gật đầu phụ họa, nàng ấy nói thần tướng thứ ba có vẻ rất lợi hại, bên kia đã sắp chịu không nổi rồi. Vậy thì dễ thôi, để ta qua đó. Hạ Thiên nghiêm túc nói, bé ngoan, mau phát vị trí thần tướng cuối cùng cho ta. Điện thoại lập tức vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, quả nhiên là một định vị. Vợ Y Y, nàng ở lại đây đi. Hạ Thiên nói với Y Tiểu Âm, ta qua đó một mình được rồi. Y Tiểu Âm cũng không kiên trì, chỉ nhắc nhở, vậy ngươi cẩn thận đó. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười trả lời, hơn nữa, ta đã lĩnh ngộ được kiếp lực. Đối phó hai tên ngu ngốc kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Lúc này, Thiết Kim Cương nói, chủ nhân, ngươi mang ta đi theo đi. Mang ngươi theo làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng. Thiết Kim Cương đáp, Gia Gia đã từng nói, thể chất của ta đặc biệt. Mặc dù ta không biết nó đặc biệt chỗ nào nhưng vừa rồi khi ta ôm lấy người kia, ta phát hiện cơ thể của ta có thể hấp thu một ít ánh sáng trắng. Quả thật có chút tác dụng. Hạ Thiên lập tức tỉnh ngộ, khó trách vừa nãy ngươi không bị đốt thành tro. Đã như vậy, ngươi nên mang hắn ta đi theo. Y Tiểu Âm ở bên cạnh đề nghị. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không phủ định ý kiến của Y Tiểu Âm, được. Hắn nói tiếp, nhưng tốc độ của ngươi quá chậm, để ta mang ngươi đi. Đa tạ chủ nhân. Thiết Kim Cương gật đầu. Hạ Thiên lập tức đưa tay nắm lấy vai Thiết Kim Cương. Khổ người Thiết Kim Cương to hơn Hạ Thiên một vòng, nhưng hắn lại nhấc Thiết Kim Cương giống như nhấc một trang giấy. Hạ Thiên mang theo Thiết Kim Cương đằng không bay lên, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Đưa mắt nhìn theo Hạ Thiên rời đi, Y Tiểu Âm nói với Dương San và Lam Y Nhân, hai người đi cùng Diễm Diễm xuống khe đất đó tìm kiếm thi thể bá hỏa thần và thần kiếm đi. Được. Lam Y Nhân và Dương San đều gật đầu. Y Tiểu Âm nói tiếp, ta đi nghiên cứu nữ thần tướng kia một chút. Vân Đỉnh Thành, Tổ Đình Thiên Cung. Lúc này, phạm vi mấy trăm dặm đều đã bị tàn phá không chịu nổi. Hàng chục đỉnh núi sụp đổ, mấy hồ nước nhô lên, dòng nước giống như mây trôi bồng bềnh giữa không trung, chẳng khác nào cảnh tượng kỳ lạ ngày tận thế đến. Nửa tiếng trước đó, chân trời bỗng nhiên xuất hiện ba luồng lưu tinh rơi về ba hướng khác nhau. Ba luồng lưu tinh này đến từ ba vị thần tướng tiên phong của Tu Tiên Liên Minh. Trong đó, thần tướng đứng đầu trong ba thần tướng là Man Sơn đã bay về bờ biển phía đông, sau đó tiến vào bên trong một tế đàn giữa các ngọn núi. Thật ra, đây không phải tế đàn mà là cung điện của Tổ Đình Thiên Cung.
cung chủ thiên cung ở chỗ này. Từ lúc ba luồng lưu tinh rơi xuống, nàng đã nhận ra tình huống không ổn. Nàng quyết định thật nhanh, liên lạc với Dạ Ngọc Mị, sau đó mời nàng ấy đến. Trong khoảng thời gian này, Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ vẫn luôn ở thiên ngoại thiên của tiểu tiên giới, thỉnh thoảng ra ngoài điều tra dị động của trái đất. Cho nên, bọn họ cũng thường xuyên liên lạc mấy lần. Hai bên cũng không xảy ra bất kỳ xung đột gì, hơn nữa mục tiêu tiềm ẩn cũng khá nhất trí. Cho nên, từ xưa đến nay bọn họ không là địch, cũng không phải là bạn. Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đương nhiên cũng đã sớm chú ý đến ba luồng lưu tinh kia. Ban đầu, bọn họ cũng dự định tách ra đi điều tra một chút, kết quả còn chưa khởi hành đã nhận được cầu viện của cung chủ thiên cung. Các nàng suy tính thực lực của cung chủ thiên cung đại khái cũng trên dưới độ kiếp kỳ. Ngay cả nàng ấy cũng cảm thấy người đến có chút khó giải quyết, điều này nói rõ người đến là cường địch. Hai người thương lượng một chút, quyết định cùng nhau đi xem tình huống như thế nào. Về phần hai luồng lưu tinh khác, Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ cảm thấy giao cho Hạ Thiên giải quyết là được. Khi các nàng vừa đến Vân Đỉnh Thành, vừa lúc nhìn thấy cung chủ thiên cung đang giao chiến với một đại hán vạm vỡ cao 3 mét, lại còn đang rơi vào thế hạ phong. Đại hán kia nhìn thấy có viện thủ đối thủ đến vẫn bình thản không sợ, lấy một địch ba. Đáng tiếc, hắn ta đã đoán sai một việc. Hai người đến cũng là độ kiếp kỳ. Hơn nữa, Dạ Ngọc Mị còn là tu tiên giả có kinh nghiệm. Mặc dù nàng vẫn chưa tu luyện được kiếp lực nhưng pháp thuật thần thông gì, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Man Sơn thần tướng mất hết ưu thế. Miễn cưỡng dựa vào thể chất cường hãn và kiếp lực thâm hậu mới không bị ba người Dạ Ngọc Mị liên thủ đánh chết. Trước khi ý thức được bản thân không cách nào chiến thắng được ba người trước mắt, Man Sơn thần tướng lập tức có quyết đoán, vận thổ kiếp lực, tạm thời bức lui ba người Dạ Ngọc Mị, sau đó thân hình hóa không chui vào bên trong. Biến mất không thấy đâu. Cung chủ thiên cung nhìn thấy cảnh tượng này, cũng rất nhanh nghĩ đến biện pháp ứng đối, một lát sau đã phong ấn phạm vi trăm dặm thành kết giới. Trăm dặm này tất nhiên bao gồm trăm dặm kéo dài xuống lòng đất. Tiếp theo, ba người Dạ Ngọc Mị tách ra đi tìm kiếm tung tích của Man Sơn thần tướng. Dạ Ngọc Mị không nghĩ đến còn chưa tìm được Man Sơn thần tướng đã gặp phải Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm đang nghỉ ngơi trong biệt thự của Mai Ngạo Tuyết, thuận tiện tái khám cho bé gái. Sau khi cảm nhận được sự rung chuyển, nàng lập tức đến đây điều tra tình huống. Dạ Ngọc Mị biết cảnh giới Y Tiểu Âm còn chưa đủ. Lập tức dặn dò nàng về nước, mau chóng thu thập hai thần tướng khác. Dạ Ngọc Mị còn đưa cho Y Tiểu Âm một cái bình nhỏ và một quyển sách. Bình có thể thu năng lượng bên trong cơ thể của thần tướng, còn quyển sách là viết phương pháp sử dụng. Y Tiểu Âm về nước, tìm được A Cửu, lập tức đưa cái bình và quyển sách cho nàng, để nàng dựa theo kế hoạch của Dạ Ngọc Mị mà làm việc. Về phần Y Tiểu Âm nàng quyết định tìm Hạ Thiên trước. Lúc này mới có chuyện Y Tiểu Âm và nhóm người A Cửu tuần tự chạy đến núi tuyết, sau đó chia nhau ra hành động. Lúc này nói về chuyện Vân Đỉnh Thành. Không bao lâu sau, ba bóng người tuyệt mỹ từ những hướng khác nhau bay đến, rơi xuống đỉnh núi nào đó. Vũ Cơ, người đã tìm được chưa? Nữ nhân áo tím hỏi một nữ nhân áo đen. Triệu Vũ Cơ mặc quần áo màu đen, nghe đối phương tra hỏi liền lắc đầu, vẫn chưa. Hoàn toàn không có dấu vết của người kia ở đâu. Ngươi thì sao? Nữ nhân áo tím lại hỏi nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng chính là cung chủ thiên cung. Lúc này, thần thái của nàng hơi tiều tụy một chút nhưng cả người lại có vẻ càng đẹp hơn. Nàng cũng lắc đầu, không có. Dạ Ngọc Mị cau chặt lông mày, có chút căm tức nói, người này đúng là con cá trạch. Đánh không lại liền chui xuống đất. Đây là khí độ của một tu tiên giả độ kiếp kỳ nên có sao? Đúng là mất hết mặt mũi liên minh tu tiên. Ngọc Mị, người nói như vậy là sai rồi. Triệu Vũ Cơ cười khổ một tiếng, chỉ vào thảm trạng gần đó, lực phá hoại của hắn ta đúng là phi thường. Nếu không phải cung chủ kịp thời phong ấn xung quanh, chỉ sợ hậu quả càng thêm không tưởng tượng nổi. Dạ Ngọc Mị có chút khinh thường, lạnh lùng nói, chỉ một bại quân mà thôi. Nếu hắn ta lựa chọn cứng rắn đến cùng, nói không chừng ta sẽ còn cao hơn hắn ta mấy phần. Ta cảm thấy Triệu Tiểu Thư nói không sai. Cung chủ thiên cung vội nhắc nhở, tốt nhất ngươi đừng nên khinh địch. Có thể dùng sức một mình chọi cứng công kích ba người chúng ta mà vẫn có lực đào tẩu như cũ,
thực lực này không thể khinh thường. Đơn giản chỉ là chiếm tiện nghi về công pháp và thể chất mà thôi. Dạ Ngọc Mị không đồng ý đối với cách nói đó, trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Cung chủ Thiên Cung cau mày, nhưng lại gật đầu, hẳn là do thể chất của hắn ta cực kỳ phù hợp với thổ kiếp lực. Cho nên, nếu chúng ta muốn giết hắn ta, chỉ có thể ép hắn ta bay lên không? Bằng không, chỉ cần hắn ta dính vào mặt đất, có thể độn thổ ẩn núp ngay. Lúc này, Triệu Vũ Cơ hỏi cung chủ Thiên Cung, liên quan đến kiếp lực, người còn biết cái gì nữa không? Các ngươi không phải cũng đều là độ kiếp kỳ sao? Chẳng lẽ cái gì cũng không biết? Cung chủ Thiên Cung thuận miệng hỏi ngược một câu. Dạ Ngọc Mị nhìn cung chủ Thiên Cung một chút rồi đáp, chúng ta làm sao trở thành độ kiếp kỳ, người còn không biết sao, còn giả bộ cái gì ở đây nữa? Ta chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Cung chủ Thiên Cung khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ Tiên Vân Đại Lục không có tư liệu liên quan đến độ kiếp kỳ? Dạ Ngọc Mị đáp, Tiên Vân Đại Lục đã trên vạn năm không xuất hiện tu tiên giả độ kiếp kỳ, lấy đâu ra tư liệu? Điều này cũng đúng. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên đáp, nghiêm túc mà nói, thật ra Tiên Vân Đại Lục cách trái đất không xa, cũng thuộc về phạm vi tiên khí chi địa, linh khí không nồng đậm, không thai nghén ra được tu tiên giả độ kiếp kỳ cũng không có gì kỳ quái. Dạ Ngọc Mị đưa mắt nói, tất cả đều là nói nhảm. Lập tức, nàng cực kỳ bất mãn nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây giúp ngươi, ngươi lại che giấu chúng ta, ngươi không cảm thấy có chút quá đáng sao? Có một số việc, cho dù ta nói cùng các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Cung chủ Thiên Cung thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích, bởi vì các ngươi đều quá tự tin, hoàn toàn không tiếp nhận ý kiến của người khác. Ví dụ như liên quan đến kiếp lực, nếu ta nói với các ngươi từ trước, các ngươi sẽ tin sao? Ha ha, các ngươi dựa vào nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên đã có thể leo lên độ kiếp kỳ, làm sao tin vào mấy thứ như kiếp lực chứ? Trong giọng nói của cung chủ Thiên Cung mang theo chút tự diễu, đoán chừng sẽ hoài nghi ta có âm mưu gì đó. Ánh sáng nhấp nháy trong ánh mắt của Dạ Ngọc Mị, nàng từ chối cho ý kiến về vấn đề này. Triệu Vũ Cơ cảm thấy hai người càng nói càng lạc chủ đề, đành phải kéo lại, mấy chuyện này về sau hãy nói, chúng ta nên nghĩ cách nhanh chóng tìm ra Man Sơn thần tướng kia đi. Hai người tiếp tục lục soát đi. Dạ Ngọc Mị suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta về nước một chuyến. Thực lực hai người kia hơi thấp, có lẽ sẽ giải quyết được trước tiên, sau đó thu hoạch được một ít kiếp lực trên người bọn họ. Triệu Vũ Cơ vừa mới nói chuyện với Y Tiểu Âm và Dạ Ngọc Mị, hiện tại không khỏi có chút ngạc nhiên, không phải ngươi đã dặn Y Tiểu Âm đi làm rồi sao? Dù sao tu vi của Y Tiểu Âm cũng không đủ. Dạ Ngọc Mị hơi bận tâm nói, tiểu tử Hạ Thiên chẳng biết đi chơi ở đâu nữa rồi. Ta nên quay về một chuyến, tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn. Cũng được. Cung chủ Thiên Cung ngược lại đồng ý với quyết định này, ở đây đã có hai người chúng ta, hẳn cũng đủ rồi. Trong lúc Dạ Ngọc Mị đang định rời đi, trong hư không bỗng nhiên hiện lên một vòng quang ảnh, tiếp theo A Cửu từ trong vòng sáng bước ra ngoài. Sau khi A Cửu bước ra, nhìn tình huống trước mắt, không khỏi kinh nghi. Cửu nha đầu, tại sao ngươi lại đến đây? Dạ Ngọc Mị đương nhiên nhận ra A Cửu, hoặc nói nữ nhân của Hạ Thiên trên cơ bản đều quen biết nhau. Chuyện mà ngươi giao phó đã làm thành. A Cửu nhìn Dạ Ngọc Mị một chút, có chút bất mãn với cách xưng hô cửu nha đầu của nàng, bởi vì đây là cách gọi của riêng Hạ Thiên mà thôi. Tuy nhiên, đại sự làm trọng. A Cửu lấy cái bình ra, nhẹ nhàng ném cho Dạ Ngọc Mị. Ngược lại đã khinh thường các người quá rồi. Dạ Ngọc Mị tiếp nhận cái bình. Không thể nhịn được cười, các người có thể hàng phục được một thần tướng độ kiếp kỳ. Đúng, là một nữ nhân, hình như tên là Thanh Thủy thần tướng. A Cửu lạnh nhạt nói, thật sự là do Hạ Thiên chế phục, chúng ta chỉ mang nàng ta đến thiên ngoại thiên, dùng tứ tượng trận chế trụ nàng ta, sau đó dựa theo phương pháp của ngươi lấy những thứ này ra, cũng chẳng biết là thứ gì. Ha ha, đây không phải thứ gì mà là kiếp lực. Cung chủ Thiên Cung mỉm cười giải thích, chính xác mà nói chính là khí tức kiếp lực. Chỉ cần dùng một chút là có thể cảm nhận được cái gì là kiếp lực. Từ đó có khả năng thu hoạch được kiếp lực cực lớn. Dạ Ngọc Mị cũng không chút khách sáo, nói với Triệu Vũ Cơ và cung chủ Thiên Cung, chút khí tức đó không đủ phân cho ba người, cho nên ta không khách sáo với các ngươi đâu. Đương nhiên là ngươi dùng rồi.
Cung chủ thiên cung một chút ghen tị cũng không có, ngươi là người có cảnh giới cao nhất, căn cơ tu vi kiên cố nhất. Hai người chúng ta sử dụng, nói không chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Lúc này, một âm thanh nam nhân vang lên, các người ai cũng không thể dùng. Nghe được âm thanh này, mọi người đều biết là Hạ Thiên đến. Quả nhiên, một giây sau, Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đều cảm thấy bên hông siết chặt, một gương mặt cười hì hì xuất hiện giữa các nàng. Hạ Thiên kích động hôn mỗi người một cái, muội muội chân dài, vợ đại yêu tinh, hai nàng có nhớ ta không? Đang nghĩ xem khi nào thì ngươi bị người ta đánh chết. Dạ Ngọc Mị có chút ghét bỏ lau nước bọt trên mặt, ngươi đến đây làm gì? Hạ Thiên vẫn cười hì hì như cũ, đương nhiên là biết các nàng nhớ ta, cho nên ta cố ý đến đây làm dịu mối tương tư của các nàng. Thần tướng bên kia giải quyết hết rồi sao? Triệu Vũ Cơ hỏi thẳng điểm mấu chốt. Chỉ là một tên thần tướng ngu ngốc mà thôi, ta tiện tay đã có thể giải quyết. Hạ Thiên hờ hững nói. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi không khoác lác thì sẽ chết à? Cửu nha đầu, tại sao nàng cũng ở đây thế? Hạ Thiên nhìn A Cửu, cười nói, nàng không cần ăn dấm. Thời gian trước ta cũng đã ở với nàng mấy ngày rồi mà. A Cửu thấy hắn nói ra chuyện riêng trước mặt nhiều người như thế, lập tức nổi giận, giống to, Hạ Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Được, được, không ăn dấm là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười, không nói tiếp nữa, quay sang nhìn cung chủ thiên cung, ngươi hình như xinh đẹp hơn so với trước đó. Không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp bí mật cải thiện nhan sắc sao? Cung chủ thiên cung cười nhạt, Hạ tiên sinh nói đùa, nữ nhân của ngươi người nào mà không phải quốc sắc thiên hương? Chút tư sắc đó của ta còn có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi sao? Có thể lọt, đương nhiên có thể lọt. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta vì dung mạo của ngươi xinh đẹp, cho nên trước đây ta mới nhiều lần nể mặt ngươi như thế. Vậy thì đa tạ Hạ tiên sinh khen ngợi rồi. Cung chủ thiên cung cũng không tiếp chiêu. Hạ Thiên yên lặng nhìn cung chủ thiên cung, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Trước kia, hắn hoàn toàn không phát hiện được cảm giác quen thuộc này, nhưng sau khi hắn có kiếp lực, trong nháy mắt hắn liền phát hiện có chỗ không đúng. Cung chủ thiên cung vẫn duy trì lịch sự, cười nói, Hạ tiên sinh, xin hỏi tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Thế nào, ta không thể nhìn sao? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Nhìn ngươi bình tĩnh như vậy, hẳn ngươi nên quen thuộc rồi mới đúng chứ. Cung chủ thiên cung thản nhiên đáp lại, ta vẫn luôn ở trong cung, rất ít khi ra ngoài, cũng không có người nào dám ngẩng đầu nhìn ta như thế. Hạ Thiên hỏi tiếp, nếu ngươi rất ít khi đi ra ngoài, vì sao ta lại có cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt? Bởi vì trước đó chúng ta đã gặp nhau mấy lần, cung chủ thiên cung vẫn duy trì nụ cười từ đầu đến cuối. Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Hạ Thiên nhìn chằm chằm mặt cung chủ thiên cung, trước kia, khi ta gặp ngươi, ta không hề có cảm giác quen thuộc này. Bây giờ lại có, nhất định là ngươi có thay đổi gì đó. Nói xong, bàn tay của hắn dịch chuyển khỏi lưng Dạ Ngọc Mị, chậm rãi đưa về phía mặt cung chủ thiên cung. Ngươi đúng là quỷ đói háo sắc, cũng không cân nhắc trường hợp. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trực tiếp gạt bàn tay heo ăn mặn kia, tức giận nói, được rồi. Nếu ngươi có ý đồ với nàng ấy, ngươi chờ giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Triệu Vũ Cơ phụ họa, đúng vậy. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm ra địch nhân, sau đó giải quyết hết. Người kia đâu? Hạ Thiên nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi, thần tướng chỗ mọi người, tên gì? Dạ Ngọc Mị đáp, Man Sơn thần tướng. Man Sơn thần tướng. Hạ Thiên lặp lại một lần, sau đó lắc đầu, hắn ta nhất định không có học thức rồi. Cái tên khó nghe muốn chết. Ngươi mới là không có học thức đấy. Dạ Ngọc Mị trừng Hạ Thiên thêm cái nữa, sau đó thúc giục, ngươi bớt làm màu ở đây đi. Ngươi đến đây, nhất định có cách đối phó người này, vậy thì ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Mau bắt đầu đi. Hạ Thiên mỉm cười, muội muội chân dài, vẫn là nàng hiểu ta. Chàng có cách đối phó hắn ta sao? Triệu Vũ Cơ có chút hiếu kỳ hỏi, không biết là phương pháp gì. Chàng mau nói nghe một chút đi. Phương pháp này thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên thoải mái nói, đám thần tướng đó cũng chỉ là độ kiếp kỳ, cũng không thua kém mọi người bao nhiêu. Sở dĩ bọn họ khó đối phó là vì bọn họ có kiếp lực. Cho nên, chỉ cần mọi người cũng có kiếp lực,
bọn họ sẽ chỉ là cái rắm, có thể thả ra bất cứ lúc nào. Nói một hồi cũng chỉ là nói nhảm. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó giơ cái bình trong tay lên, ngươi cho rằng ta cầm cái này là muốn làm gì? Xịt nước hoa sao? Triệu Vũ Cơ mỉm cười, giải thích thay cho Dạ Ngọc Mị, thật ra, trong khoảng thời gian tiến vào độ kiếp kỳ, chúng ta mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt tồn tại, chỉ là không biết nên gọi là gì, cũng không biết nó sinh ra như thế nào. Trong khoảng thời gian này, ta, Dạ Ngọc Mị, còn có Nguyệt Thanh Nhã đều đang nghiên cứu sức mạnh này. Cơ nữ hoàng thậm chí còn lật xem tất cả cổ tạ trong thư quán hoàng triều, dự định tìm chút vết tích nào đó. Đáng tiếc, chúng ta vẫn không có thu hoạch gì. Cho đến hôm nay, khi gặp được Man Sơn thần tướng, trong khoảnh khắc giao thủ với hắn ta và Ngọc Mị đã cảm nhận được luồng sức mạnh kia là cái gì. Cho nên, nàng ấy mới bảo Y Tiểu Âm và A Cửu mau chóng giải quyết hai thần tướng yếu hơn, sau đó rút lấy luồng sức mạnh này từ trong cơ thể bọn họ. Triệu Vũ Cơ nói đến đây, có chút bội phục nhìn Dạ Ngọc Mị, vừa rồi, nàng ấy chỉ muốn dùng thử xem có hiệu quả hay không mà thôi. Các nàng không cần thử thứ này đâu. Hạ Thiên cầm lấy cái bình trong tay Dạ Ngọc Mị, đối với các nàng mà nói, tác dụng phụ quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, vậy ngươi hãy nói ra phương pháp ứng đối đi. Ta biết kiếp lực là gì, cũng biết cách luyện chế ra kiếp lực. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù bây giờ còn chưa thuần thục nhưng trước truyền cho các nàng một chút, để các nàng cảm nhận. Dạ Ngọc Mị là người nóng tính, nói thẳng, vậy thì tới đi, đừng lãng phí thời gian. Muội muội chân dài, nàng gấp như vậy, vậy để nàng thử trước. Hạ Thiên cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, lấy định hải thần châm ra đâm vào mi tâm Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi một tia khí tức dị dạng thông qua ngân châm vọt vào, cơ thể nàng không tự chủ được mà run lên. Một lát sau, nó giống như một dòng sông bất tận thuận theo ngân châm rót vào cơ thể của nàng. Ngọc Mị, người không sao chứ? Triệu Vũ Cơ đưa tay đỡ Dạ Ngọc Mị, phát hiện cơ thể của nàng trở nên mềm nhũn, giống như không có xương cốt. Dạ Ngọc Mị ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều tức, cảm nhận luồng sức mạnh khổng lồ. Vợ đại yêu tinh, nàng không cần lo lắng, nàng ấy không có việc gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười nói, sau đó thu lại ngân châm, đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vũ Cơ. Bây giờ ta cũng châm cho nàng một châm. Triệu Vũ Cơ cũng có cảm giác tương tự, rất nhanh ngồi xếp bằng bên cạnh Dạ Ngọc Mị. Theo thời gian dần trôi, cơ thể hai người nổi lên một tầng ánh sáng mỏng nhạt giống như sương mù. Còn ngươi nữa? Hạ Thiên lại đưa ngân châm về phía cung chủ Thiên Cung. Cung chủ Thiên Cung sửng sốt. Không nghĩ đến Hạ Thiên cũng để ý đến nàng, không khỏi lắc đầu ta thì thôi đi. Vì sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói, người rõ ràng cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa còn hiểu biết về kiếp lực, chỉ là bản thân không có luyện ra. Bây giờ ta cho ngươi một chút kiếp lực, ngươi rất nhanh có thể tự mình luyện ra. Cung chủ Thiên Cung khẽ cười một tiếng, thuận miệng từ chối, vẫn nên thôi đi. Ta không phải nữ nhân của ngươi, ta không chịu đựng được hả? Nàng còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã không để ý đến nàng từ chối, cậy mạnh cắm kim vào cơ thể của nàng. Lập tức, một luồng sức mạnh như biển hồ cuồn cuộn không ngừng phóng đến. A, à, cung chủ Thiên Cung có chút không chịu đựng nổi, không khỏi rên khẽ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Hạ Thiên lại quay sang nhìn A Cửu. A Cửu giật mình, vội vàng lui lại, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải độ kiếp kỳ. Người có châm cho ta cũng vô dụng thôi. Cửu nha đầu, nàng lui về sau làm gì? Ta cũng không phải ma quỷ mà. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút bất mãn nói, nhưng nàng yên tâm đi, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa kiếp lực, nghịch thiên bát châm hẳn có thể khôi phục lại đệ lục châm. Đến lúc đó, ta sẽ gia tăng cảnh giới cho nàng. Nàng sớm muộn gì cũng là độ kiếp kỳ, không cần ăn dấm. Ai ăn dấm, người có bệnh à? A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, đến độ kiếp kỳ, còn phải chịu của ngươi một châm, ta không thèm. Hạ Thiên khó chịu lẩm bẩm, Cửu nha đầu, nàng trốn không thoát đâu, sớm muộn gì cũng phải chịu một châm này. A Cửu nói, nơi này không còn chuyện của ta, ta phải quay về tiểu tiên giới. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Phù, cũng xong rồi. Một lát sau, Dạ Ngọc Mị mở mắt.
một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ trong mắt. Có chút ngoài ý muốn chính là, cung chủ thiên cung tiêu hóa xong kiếp lực của Hạ Thiên trước Triệu Vũ Cơ 2-3 giây. Kiếp lực đã tiêu hóa xong. Lúc này, Dạ Ngọc Mị lên tiếng, ta đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng lần này chỉ là tạm thời. Kiếp lực chân chính vẫn phải do chính mình tìm kiếm. Cung chủ thiên cung gật đầu, tuy nhiên, bấy nhiêu cũng đủ đối phó Man Sơn thần tướng. Triệu Vũ Cơ lo lắng nói, nếu Man Sơn thần tướng vẫn cứ núp trong lòng đất, chúng ta sẽ không có biện pháp. Ta có, Hạ Thiên mỉm cười nói. Dạ Ngọc Mị lại không khách sáo, thúc giục, vậy ngươi còn không mau lên, cứ lãng phí thời gian. Tiểu Hoàng, Hạ Thiên bỗng nhiên gọi một tiếng. Tiếp theo, một bóng người cao hơn 2 mét từ chân núi không xa chạy vội lên, chủ nhân. Ngươi mau đi tìm tên thần tướng ngu ngốc kia cho ta. Hạ Thiên dặn dò. Thiết Kim Cương gật đầu, sau đó dựa theo bản năng phóng như điên về một hướng. Người kia là ai? Cung chủ Thiên Cung nhìn theo Thiết Kim Cương, liền hỏi, hắn ta có thể tìm được Man Sơn thần tướng sao? Là tiểu đệ ta thu mấy ngày trước. Hạ Thiên tiến lên ôm Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ, đáp lại cung chủ Thiên Cung, thể chất của hắn ta có cảm ứng đặc biệt đối với kiếp lực, rất nhanh hắn ta có thể tìm được người. Dạ Ngọc Mị có chút hiếu kỳ hỏi, nhân tài như vậy, người đào từ chỗ nào thế? Hạ Thiên mỉm cười, đương nhiên là bị bá vương chi khí của ta hấp dẫn, sau đó chủ động đến bái làm môn hạ của ta, năn nỉ làm tiểu đệ của ta. Dạ Ngọc Mị chỉ có 2 từ để đánh giá, ha ha. Trên một ngọn núi cao trong dãy núi cổ xưa phía đông Alaska nước Mỹ. Nơi này giáp với Canada, ngoại trừ một dãy núi từ bắc đến nam. Ở đây còn có sông hồ chằng chịt. Sau khi ba người Dạ Ngọc Mị phát hiện Man Sơn thần tướng trốn ở bên trong, cả ba lập tức tiến hành phong cấm phạm vi trăm dặm, tạo thành một kết giới. Đương nhiên, người bình thường sẽ không cảm nhận được kết giới tồn tại. Đối với cuộc chiến đấu trước đó, bọn họ cũng chỉ cho rằng hình như có địa chấn phát sinh hoặc vòi rồng xuất hiện mà thôi. Tu vi Thiết Kim Cương không cao, nhưng thể chất thì lại rất đặc biệt. Dựa theo bản năng trước đó, hắn ta đã cảm nhận được mặt hồ nước trước mắt có chút không ổn. Tiểu Hoàng, người ở đây làm gì thế? Hạ Thiên vọt đến trước mặt Thiết Kim Cương, hỏi, là ngươi muốn tắm hay là muốn ăn cá? Thiết Kim Cương lắc đầu, chỉ vào một con sông lớn trong đó, chủ nhân, ta cảm giác người kia hẳn đang ở dưới đáy hồ. Ngươi khẳng định, Dạ Ngọc Mị cũng rơi xuống trước mặt. Triệu Vũ Cơ đưa mắt nhìn con sông, rồi lại nhìn kết giới, con sông này nằm ở vùng ven. Nếu hắn ta trốn ở đây, hiển nhiên hắn ta đang mượn cơ hội chạy trốn. Chỉ là nước sông chảy xiết, đằng trước còn có mấy cái hồ lớn, muốn tìm hắn ta cũng không dễ dàng gì. Cũng chưa chắc là như vậy. Cung chủ Thiên Cung ngược lại có chút hoài nghi, Man Sơn thần tướng kia hẳn là thổ kiếp lực. Nếu núp trong nước, kiếp lực của hắn ta sẽ không phát huy ra được. Ta cảm thấy hắn ta lại rất có khả năng đang núp trong nước. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nhìn chằm chằm con sông lớn, chỉ có lén lút chạy đi từ chỗ này mới có thể hạn chế sự chú ý của chúng ta xuống mức thấp nhất. Triệu Vũ Cơ hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Dễ làm thôi, rút hết nước. Cung chủ Thiên Cung nói, bây giờ ta cho người đi sắp xếp, trước ngăn lại dòng nước ở Thượng Du. Không cần như vậy đâu. Dạ Ngọc Mị vung tay lên, một dải lụa màu tím từ trong ống tay áo bay ra. Bay thẳng vào trong sông. Bành! Dây lụa vừa vào nước, lập tức dung nhập vào trong nước, kéo dài hơn 10 dặm, bao phủ nước trong sông. Dạ Ngọc Mị lại nhẹ nhàng vẩy một cái, hút hết toàn bộ nước trong con sông vào. Nước vốn vô hình, lúc này lại bị dây lụa hút thành một con thủy long, còn nhảy ra khỏi đường sông, lưu động giữa không trung. Đây có thể coi là sự thay đổi dòng chảy tạm thời của con sông này. Đúng là thủ đoạn lớn. Triệu Vũ Cơ có chút cảm thán, ồ, người dùng chiêu này rất đẹp. Cung chủ Thiên Cung cũng gật đầu, muốn khởi động nước đã có dễ, độ khó không thể coi thường. Chỉ cần xảy ra chút sai lầm, nói không chừng sẽ phế đi thủy đạo, từ đó dẫn phát thủy tai thời gian dài. Nói mấy lời vô dụng này làm gì, còn không mau bắt cái tên thần tướng cẩu thí đó ra. Dạ Ngọc Mị chừng hai người kia, sau đó nói với Hạ Thiên, người cũng đừng nhàn rỗi ở đó. Hạ Thiên mỉm cười nói, mấy chuyện nhỏ này không cần ta ra tay đâu. Nói xong,
hắn nói với Thiết Kim Cương, Tiểu Hoàng, người xuống đi. Vâng, mặc dù Thiết Kim Cương có chút hoài nghi năng lực của mình, nhưng Hạ Thiên đã ra lệnh, hắn ta sẽ 100% chấp hành. Hắn ta nhảy xuống con sông cạn nước, dựa theo bản năng của mình tìm kiếm dưới đáy sông. Triệu Vũ Cơ và Cung Chủ Thiên Cung đi đến phía cuối dòng sông. Ở đó có mấy cái hồ nước, cũng là điểm cuối của vùng ven. Ở đây, Thiết Kim Cương bỗng nhiên chỉ vào một cái hố dưới đáy sông, người kia hẳn đang ở đây. Đúng là cá trạch. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa vung ra một giải lụa vào trong cái hố, cho dù ngươi có chui vào tâm của trái đất, ta cũng phải móc ngươi ra. Ta đến hỗ trợ đây, chúng ta cùng nhau bức hắn ta ra. Biểu hiện của Cung Chủ Thiên Cung cực kỳ nghiêm túc, nàng khoát tay bắn ra mấy chục thanh tiểu kiếm, thuận theo giải lụa tím bay vào trong hố. Triệu Vũ Cơ thôi động kết giới, thu nhỏ vùng ven, ra cố phòng ngự gần đường sông, phòng ngừa tên Man Sơn thần tướng kia chạy trốn một lần nữa. Này! Một lát sau, một tiếng thét giận dữ từ dưới cái hố vang lên. Tiếp theo, mặt đất giống như bị chuột đồng ủi qua, nhô lên từng khúc. Con sông kia trong chớp mắt đã biến thành một dãy núi. Còn muốn trốn, cút ra đây cho ta. Dạ Ngọc Mị cau mày, đột nhiên nắm chặt giải lụa tím, giống như bắt thứ gì đó từ trong hố ra. Muội muội chân dài, để ta giúp nàng. Hạ Thiên mỉm cười nói, sau đó lấy ra một cây ngân châm bình thường đâm vào cái hố. A! À, bên trong lòng đất vang lên một tiếng cây thảm thiết điếc cả tai. Tiếp theo, dãy núi nứt đoạn, chỉ thấy một cánh tay to lớn bằng đá từ trong khe nứt đưa ra ngoài, trực tiếp chộp vào Dạ Ngọc Mị. Muốn ra tay với muội muội chân dài, người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hạ Thiên nhếch miệng, đánh tới cánh tay kia. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cánh tay bằng đá trong nháy mắt xuất hiện vết rách, tiếp theo vết rách không ngừng mở rộng, rất nhanh vỡ thành từng khối loạn thạch. Khinh người quá đáng! Trong lòng đất lại vang lên tiếng gào phẫn nộ. Sau đó, một bóng người cao mấy chục mét từ trong cái hố bỏ lên, trong tay còn cầm một thanh trường đao không biết làm từ vật liệu gì. Nếu là như vậy, bổn thần sẽ tử chiến với các ngươi đến cùng. Tử chiến đến cùng, ngươi không có bản lãnh đó đâu. Hạ Thiên nhìn Man Sơn thần tướng một chút, sau đó nói, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Man Sơn thần tướng giận tím mặt, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, bổn thần chính là tiên phong dưới trướng Võ La thần quân, tu sĩ độ kiếp kỳ của liên minh tu tiên. Làm sao có thể cầu xin tha thứ đám sâu kiến cái nơi rách nát này chứ? Hạ Thiên móc móc lỗ tai, có chút khó chịu nói, đừng cứ mở miệng ra là sâu kiến này sâu kiến nọ. Ngươi nói giống như các ngươi cao quý lắm, nhưng còn không phải bị treo lên đánh hết cả sao? Hừ, đừng có nhiều lời, tiếp của bổn thần một đao đi. Man Sơn thần tướng há miệng phun ra vụn đá, sau đó vung trường đao chém về phía Hạ Thiên. Một đao kia, uy thế lẫm liệt. Mơ hồ còn có tiếng xé gió. Sau khi chém ra, lại có mấy chục hòn đá đột nhiên xuất hiện, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, cùng nhau đánh về phía Hạ Thiên. Bốp bốp, nhưng những hòn đá kia còn chưa chạm phải Hạ Thiên đã bị Triệu Vũ Cơ đánh nát. Ngươi! Lửa giận Man Sơn thần tướng dâng lên, lại vung trường đao bổ về phía Triệu Vũ Cơ. Nhưng cũng vẫn chưa chạm được đến trước mặt Triệu Vũ Cơ. Công kích của hắn ta đã bị Cung Chủ Thiên Cung phá giải. Tốt, 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 bổn thần sẽ để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Man Sơn thần tướng tức giận dâng trào. Tiếp theo, thân hình hắn ta phát sinh thay đổi cực lớn, lại có ba cánh tay mọc ra từ phần lưng, đều cầm một thanh trường đao, tách Triệu Vũ Cơ, Cung Chủ Thiên Cung và Dạ Ngọc Mị ra khỏi Hạ Thiên. Hừ, lần này không giết được ngươi, ta không phải họ Dạ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, vung tay ném giải lụa có nước sông trở về. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn tràn vào bên trong kẽ đất. Một lát sau đã chảy vào hồ nước phía xa, giống như thay đổi dòng chảy một lần nữa. Trống đã đến tay, vậy thì không cần phải lưu tình. Phương châm sống của Dạ Ngọc Mị chính là đuổi tận giết tuyệt địch nhân, tuyệt không để lại nửa điểm hậu hoạn. Không thể không nói, Man Sơn thần tướng quả thật bị ép. Dùng 12 phần khí lực miễn cưỡng ngạnh chiến 4 người trong thời gian ngắn. Kiếp lực của ngươi đâu? Vì sao lại không dùng? Một lát sau, Dạ Ngọc Mị không kiên nhẫn vùng vẩy giải lụa, phế đi một cánh tay của Man Sơn thần tướng,
không dùng được nữa thì sẽ không dùng nữa. Muội muội chân dài nói đúng. Hạ Thiên gật đầu, cười nói, dù sao ngươi cũng chết chắc rồi. Trước khi chết, ngươi nên có chút cống hiến cho chúng ta. Nói không chừng còn có thể đổi lấy một cái chết có thể diện. Kiếp lực chính là pháp môn không truyền ra ngoài của liên minh tu tiên. Man Sơn thần tướng quả quyết từ chối, quát lớn với Hạ Thiên, không có chuyện đám sâu kiến các ngươi mơ ước đâu nhé. Này, cách cục của các ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không kiên nhẫn, ta đã tìm hiểu được kiếp lực trên người tên bá hỏa thần, cũng chẳng có gì to tát, còn tưởng rằng là đại bảo bối gì nữa chứ. Sõng sạc, Man Sơn thần tướng khịt mũi coi thường Hạ Thiên, không có linh khí nuôi nấng, không có thiên tượng kiếp khí mênh mông, ngươi lấy cái gì cảm giác kiếp lực? Cho dù ngươi cảm giác được, ngươi lấy cái gì mà giữ lại kiếp lực? Không cần giữ, bởi vì tự ta có thể sinh ra kiếp lực. Hạ Thiên cười nói, ha ha ha, sâu kiến thì chính là sâu kiến, đúng là không biết uy thiên đạo là gì. Man Sơn thần tướng một lần nữa cười như điên. Phung trường đao chỉ vào Hạ Thiên, nhục thể xác phàm như ngươi làm sao có thể sinh ra kiếp lực, quả thật là tức cười. Vậy để ta mở mang kiến thức của ngươi một chút kiếp lực của ta là gì? Hạ Thiên lấy ra Định Hải thần châm, vận băng hỏa kiếp lực đâm tới Man Sơn thần tướng. Đến hay lắm, bổn thần sẽ khiến cho ngươi thần hồn câu diệt. Man Sơn thần tướng vung trường đao, một luồng ánh sáng màu xám lấp lóe ở mũi đao. Toàn bộ thiên địa giống như bị một đao đó kéo theo. Sông núi, cỏ cây đều bị một đao kia kéo theo, uy thế cuồn cuộn đánh về phía Hạ Thiên. Một châm này của Hạ Thiên cũng chẳng có gì lạ. Trường đao và ngân châm chạm vào nhau, bắn ra khí kình cuồn cuộn, thổi kết giới mơ hồ bất ổn. Triệu Vũ Cơ lập tức thoát khỏi cuộc chiến, trước ổn định kết giới. Cung chủ Thiên Cung cũng không nhúng tay vào, mà ổn định phạm vi địa hình trăm dặm. Tránh cho sau đó không dễ thu thập. Dạ Ngọc Mị đang siết chặt cơ thể Man Sơn thần tướng. Chỉ cần có chút dị dạng, nàng sẽ siết chết đối phương ngay. Cũng may, kết quả cũng không nằm ngoài ý liệu của nàng. Trường đao của Man Sơn thần tướng vỡ nát từng khúc, hồi phi yên diệt. Ngươi thua rồi. Hạ Thiên mỉm cười, thu hồi ngân châm. Không thể nào, không thể nào. Mắt Man Sơn thần tướng trợn tròn. Khó tin nhìn cánh tay của mình, rốt cuộc kiếp lực của ngươi từ đâu mà có. Vì sao lại quỷ dị như vậy, vì sao ngươi lại có thể phá giải kiếp lực của ta? Hạ Thiên hờ hững trả lời, ta không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi tu luyện mới bao lâu? Ngươi biết kiếp lực của ta bao lâu? Ngươi có biết ta tu hành bao lâu không, lại trải qua biết bao cực khổ, gánh biết bao lần thiên kiếp mới có được kiếp lực hay không? Ngươi dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ được kiếp lực trong thời gian ngắn như vậy? Ngươi dựa vào cái gì? Đối với các vấn đề của Man Sơn thần tướng, Hạ Thiên một câu cũng chẳng muốn trả lời, bởi vì ta là thiên tài độc nhất vô nhị. Man Sơn thần tướng càng lúc càng bi thương trong lòng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên, tại sao thiên đạo lại đối xử tệ bạc với ta như thế? Oanh! Lúc này, một luồng kim lôi đột nhiên sinh ra. Đánh vào đỉnh đầu Man Sơn thần tướng. Man Sơn thần tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn, theo gió phiêu tán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 189.